はい、こんにちは。こんにちは。はい。Rồi mình học luôn nhé. Yeah. Rồi bữa nay mình học Hán Tự chương 3 nhé. Yeah. Bữa sẽ bài tập chương 1, chương 2 rồi đúng không? Dạ yeah, đúng. Ok. Rồi bây giờ mình học chương 3 này. Rồi chữ đầu tiên ha. Chữ này rất là quen thuộc đúng không? Hán Việt là gì? Chữ Anh. À, chữ Anh đúng rồi, Anh trong. Anh trong anh đào. À, so desu ne. Nè, thì nó đọc là Sakura thôi nhé. Ừ. Vậy Sakura gà măng cây đà là gì nhỉ? Măng cây. Hoa đào nở rộ. Rồi, chữ măng cây là chữ mãn khai đúng không bạn? Có nghĩa là nở bung ra hết ha. Đây là yu Sakura. Thì nó đứng đằng sau một từ gọi là nó làm hậu tố thì nó có tên hả? Yu Sakura có nghĩa là hoa đào nở về ban đêm. Về đêm đúng rồi. Đây Sakura Zensen. Zensen này bạn gặp chưa? Không phải là một lần ha. Có hiểu cái này là gì không ta? Zensen. Dự báo trước con đường ý là. So nó là cái biểu đồ dự báo hoa anh đào nở ở Nhật. Thực ra nó là một cái tuyến đường, cái tuyến nó đi tới đâu thì hoa anh đào nở tới đó hả? Cái này cái từ ở trong dự báo thời tiết đó các bạn. Rồi, tiếp Sakura Ebi, con gì? Tôm. Tôm gì? Tôm anh đào. Tôm anh đào là tôm gì? Tôm luôn là anh đào. Rồi Sakura Ebi tiếng Việt mình kêu là con gì ta? Không phải con tép. Cái con mà bạn ăn ở trong bắp xào á. Con bắp xào là con tép. Cái đó không phải con tép ha. Ở cô á, cô kêu là con ruốc các bạn, Sakura Ebi. Mà ở bên Nhật á, là Sakura Ebi nó cũng nhiều loại nha. Có những loại thì nó chỉ nhỏ bằng cỡ con ruốc của mình, nhưng có những con là nó to thật á. Cho nên kêu nó là con Sakura Ebi. Tại vì khi làm ra nó là màu hồng, màu đặc trưng hơn. Nên là ô tô là chữ anh và chữ đào. Thì ở đây nó nói về quả anh đào, chứ nó không phải nói về hoa anh đào. Sakura thì nói về hoa anh đào. Đây cái bên chữ này, bài này học toàn về hoa. Cái này là chữ mai đúng rồi. Ume, ume là hoa mơ nhá. Rồi ume no hana ga saiteiru có nghĩa là hoa mơ thì đang nở đúng không? Ok. Rồi umeboshi là gì? Mơ ngâm muối. Mơ muối đúng rồi. Ở bên Nhật thì hay ăn món này. Thực ra là cô không thích món này cho lắm, nhưng mà hồi đó cô đi làm ở Việt Nam này nè, nhưng mà cô là thông dịch cho ông sếp Nhật thì ông nói là mày ăn đi, tốt cho sức khỏe lắm, đặc biệt là phụ nữ. Rồi umeshu là rượu ngâm từ mơ ha. Rồi bai u jensen nè các bạn, nói trước các bạn gặp từ này nè. Bai u jensen có nghĩa là gì? Dự báo trước mùa mưa. À, thì cái chữ jensen này lúc nào nó cũng chỉ một cái trục trên cái biểu đồ dự báo thời tiết. Cái trục nó đi đến đâu là mưa tới đó và là sakura nở tới đó, gọi là jensen, gọi là tuyến đường báo trước vậy thôi. Rồi tsuyu đó là mùa mưa nha. Rồi y ambai là cái gì ta? Tâm trạng tốt, trạng thái tốt. Y ambai là trạng thái tốt hả? Không tốt. Anh bay là gì nhỉ? Chữ gì đây ta? Chữ anh đó là gì? Chữ anh đó là tiêu. Chữ diêm đúng không? Đó là muối. Hán Việt là chữ diêm. Chữ diêm mai đây. Y âm bay là tâm trạng tốt hả? À, theo như cô biết nó là sự điều vị tốt các bạn. Điều vị có nghĩa là điều chỉnh hương vị. Rồi chữ kế, chữ này thấy hoài rồi, phải là chữ tùng đúng không? Chữ tùng và nó chính là cây tùng luôn các bạn. Matsu là cây tùng nha. Còn sugi bên này nó gọi là cây tuyết tùng nha. Thật ra là cô không biết nhiều về cây đâu, nhưng cô biết là matsu và sugi thì nó khác nhau. Tuy nhiên nó chung một cái loài, một cái loại là gọi là cây tùng, nhưng mà sugi nó hơi khác một chút. Rồi oki matsunoki là cây tùng lớn. Matsu bukuri, bukuri ý nó là cái trái của cây thông á, thật nó kêu là quả thông. Rồi kado matsu là bạn sẽ thấy nó trong ngày Tết. Ngày Tết thì người Việt Nam mình trưng cây mai, nhưng mà ở bên Nhật người ta sẽ trưng kado matsu, đó là cây thông trang trí ngày Tết. Đây, so chikubai. Thì bạn thấy đây đủ ba loại cây nè, so là chữ tùng, chiku là chữ trúc, và chữ bai là chữ mai, đúng không? Tùng trúc mai nó là những vật mà tượng trưng cho hạnh phúc, dùng để chúc mừng các bạn, nên gọi là so chikubai. Này, kế bên cái chữ sugi, cây tuyết tùng đỏ, Hán Việt là sam. Sam, đúng rồi. Bạn nhớ nó có ba cái nét này nè. Đó là bộ là chữ sam nè. Rồi Sugino Ki là cây sam. Yakushima no Jomon Sugi. Jomon Sugi là cái gì chà? Yakushima là tên riêng các bạn nhé. Nơi trốn á. Jomon Sugi là người ta chỉ cái cây liễu mà lớn nhất ở thằng Yakushima nè. Cái từ này nó đặc thù lắm các bạn. Rồi Sugino Kafun là Kafun chứ. Kafun là phấn hoa đúng không? Thì cây tuyết tùng nó cũng có phấn nè. Sugino Kafun. Đây chữ kế tiếp, chữ này là chữ Mỹ. À, chữ Mỹ, Mỹ dấu ngã các bạn, Mỹ có nghĩa là đẹp. Bi trong Bijin đó gọi là Utsukushii Shito, người đẹp. Utsukushii Jose là một người nữ đẹp. Thì cái chữ này khác gì với chữ kire? Thì thật ra kire các bạn nó mang cái nghĩa là sạch sẽ nhiều hơn các bạn. Cho nên nếu các bạn muốn khen cái người nào đã đẹp thì mình nên dùng chữ Utsukushii. Rồi Utsukushii Kokoro là một tâm hồn đẹp đẽ, trong sáng. Đây, Yuzora ni Utsukushii Kagayaku Hoshi. Kagayaku này có nghĩa là tỏa sáng. Lấp lánh, lấp lánh đó, đúng rồi. Những ngôi sao thì lấp lánh, những ngôi sao tỏa sáng thật đẹp trên bầu trời đêm. Rồi bi tố kem cổ thầm một sự, bạn giữ cho giữ sắc đẹp và sức khỏe, đúng không? Rồi biositsu, ok, biositsu là cái chỗ nào? Phòng Mỹ dung thất là cái phòng gì? Biositsu. Mỹ dung thất là phòng vô để làm gì đây? Sắc đẹp. Chăm sóc sắc đẹp, đúng rồi. Thế mình gọi nó là gì nhỉ? Thẩm mỹ viện hả? Spa. À đúng rồi, spa, ok. Rồi. Rồi Bijin là người đẹp đây nè ha. Bijin. Người Nhật nó hay gọi là Bijindashi á mày. Bạn có hiểu cái từ đó không? Ano hay là ano cái gì? Kanojo wa Bijindashi. Ý là nó đang gì? Đang khen hay đang chê? Đang khen. Khen sao? Đúng là người đẹp. Cái rashi đó là ngữ pháp đàng hoàng nhé. Rashi đó là thể hiện đậm tính chất của danh từ các bạn. Ví dụ nói là onnarashi thì gọi là nữ tính quá, otokorashi nam tính quá, để đang khen được chưa? Rồi. Sugi kế bên. Chữ này chữ hương trong hương cảng nè. Chữ cô là chữ hương ha. Nhưng mà nó có động từ các bạn là kaoru. Thì kaoru là cái gì đó nó tỏa mùi hương, nó tỏa hương thơm. Còn kaori là mùi thơm rồi nha. Còn chữ ka đây nó là danh từ. Rồi umega kaoru có nghĩa là cây mơ lúc mà nó chín rồi này, nó nở, nó sẽ toát ra một cái mùi hương rất là đặc thù. Cô thì không thích cây cỏ lắm vậy, nhưng mà đi ngang thì nó thơm nức à. Tại vì trước cái sáng nhà cô hồi đó có công viên, nguyên công viên nó bọc bằng cây mơ mình. Đây barano kaori là mùi của hoa gì? Mùi của hoa hồng. Hoa hồng, đúng rồi, mùi thơm của hoa hồng. Rồi okotaku hoặc là đốt nhang. Gọi là đốt nhang, đúng rồi. Có gì bạn gọi là đốt hương. Thì thật ra đốt hương hay là thắp nhang đó là một nha. Rồi cô suy là nước hoa biết rồi ha. Cô xin đeo là cái gia vị gì? Cô là chữ hương, xin là chữ tân. Gia vị gọi là gì bạn? Tạo mùi thơm với lại gì? Hương vị ha. Cái này thôi đề nồ Hô cô dài, hô cô dài, chữ hô đó là chữ phương các bạn, chữ Hán Việt cũng là chữ phương đó. Nhưng mà chữ phương này ở trên nó có bụi thảo, trên chữ phương này không phải phương trong phương hướng mà chữ phương này nó cũng là mùi hương. Thì hô cô dài đây là mấy cái đồ mà để trong toilet các bạn, cái nó bốc, không phải nó bốc lộn, nó tỏa mùi thơm á. À, thì mình gọi tinh là dầu. Đúng rồi. Có nghĩa là mấy cái cục tinh dầu và là mấy cái cục sáp thơm các bạn, người ta gọi là cái hương khử mùi toilet. Chợ bên Nhật cái xài này nhiều lắm, đầy luôn. 105 yên, 110 yên một cái cũng được, bạn để chừng tháng 2 tháng cũng tùy. Đây Sugino Kyosha. Shogi là bộ môn cờ các bạn. Là cờ tướng. Ừ. Cái cờ tướng thì cũng không giống lắm ha, tại vì cờ tướng Việt Nam mình đang chơi nó không phải shogi. Shogi này cô cũng chỉ dịch là bộ môn cờ shogi thôi chứ cô cũng dịch ra cờ tướng thì sợ là người ta nhầm với cờ tướng của mình. Còn Kyosha là cái tên của cái quân cờ trong cái bàn cờ shogi ha. Cờ cô bó tay rồi đó, không biết đâu. Là gì? Chữ kế là chữ gì đây? Thoát. Chữ thoát. Ừ, thoát gì? Thoát nước. Không. Đào thoát. Ừ, đào thoát gọi là đào thoát cái gì? Ve sầu thoát xác đúng không? À, nó cũng là nó đó bạn. Thì mình có hai động từ là nugeru và nugu. Cái nào tha cái nào tự. Điều rất quen thuộc. Kêu cởi áo đây là nugu. Nugu mới là nugu là tha đúng rồi, còn nugeru là tự. Thì nugeru ý là cái gì đó nó rơi ra, nó rụng ra, nó rời khỏi gì đó, vân vân. Rồi kutsu ga nugeru có nghĩa là đôi giày sao? Nugeru chứ. Kutsu o nugu là mình cởi giày, còn kutsu ga nugeru là đôi giày được cởi ha. Fuku nugu là cởi đồ nè. Datsu ijo chữ thoát y sở là nơi, thoát y nó cách khác là nơi, y đồ đúng rồi. Rồi ri datsu là chữ ly thoát có nghĩa là gì ta? Thoát khỏi. Đúng rồi, bạn thoát ra khỏi cái gì đó. Datsu ze là chữ thoát thuế hay là cách khác là bạn trốn thuế. Trốn thuế đúng rồi. Datsen chữ thoát tuyến đúng không? Thoát tuyến là ý nói ví dụ như đoàn tàu nó đi á, trên cái đường ray á, nhưng mà nó bị trật ra ngoài, có nghĩa là bị trật bánh hoặc là thầy cô đang giảng bài cái kể chuyện bên ngoài xong đi lạc luôn, gọi là lạc đề ha. Đặt sen có hai nghĩa, một là nghĩa đen, hai là nghĩa bóng. Rồi đặt tay thoát thoái cũng dễ hiểu mà, rút khỏi cái gì đó. Nói chung là bạn rút lui khỏi cái gì đó là mình nghỉ hưu khỏi công việc gì đó. Đây kikyo dasuru. Dasuru là động từ các bạn ha. Chữ thoát cộng suru đọc là dasuru có nghĩa là bạn thoát khỏi cái kiki đó là cái nguy cơ, cái nguy hiểm, được chưa? Và kiki thì người ta hay gọi là khủng hoảng. Đây kế bên chữ này là chữ quải. Chữ quải à, quải đây có nghĩa là quải đây là gì ta? Kakeru. Treo lên. Treo lên hoặc là bắt cái gì đó qua đúng không? Kakaru là cái gì đó được treo. Đây cá bè này e ga kakate bức tranh được treo trên tường hoặc là futon u kakeru thì không phải treo nữa mà là trải ra. Mình trải futon, trải mền, trải nệm. Cái này dojo okake kudasai. Câu này là kính ngữ của dojo suwatte kudasai các bạn. Xin mời ngồi á. Nhưng mà người ta không có bảo là dojo suwatte kudasai, có nhiều người nói là dojo okake kudasai. Rồi kakezan là tính gì? Phép tính gì? Nhân đúng rồi, tính cộng là gì? Kakezan. Tính cộng. Có 4 cái cơ bản cộng trừ nhân chia rồi mà. Tính cộng là gì? Cộng là chữ gì? Chữ túc á. Thà si dân. Thà sư nó là cộng vô, còn thà đi đư thì nó mang nghĩa là đầy đủ. Rồi tính trừ, trừ là trừ đi là kéo đi là chữ hì cư. Hì kỳ dân đúng rồi, thì cà kê dân là tính nhân, vậy tính chia nó là chữ cát. Cát là chia ra. Wari dân đúng rồi, bạn nhớ 4 cái phép tính cơ bản nó giùm con ha. Rồi kigakari nakoto. Kigakari là cái gì ta? Thì ở đây nó là về cái tâm trạng, cái suy nghĩ của mình mà mình phải treo lên, có nghĩa là mình lo lắng, mình lo lắng hoặc là những cái gì đó mình quan tâm. Thì Kigakari Nakoto là những cái điều mà bạn đang quan tâm, những cái điều mà bạn đáng ngại ha. Rồi Tsugi, chữ này là chữ tư, tư nè, tư trong tư thế hả? Chữ tư trong tư thế thì nó có cái đọc là sugata. Sugata là hình dáng, dáng vóc của ai đó. Thì ushiro sugata là Utsukushii Jose, có nghĩa là cái người nữ mà có cái dáng vóc ở phía sau á, đẹp, thì nó đẹp quá, nhìn từ phía sau thấy đẹp. Đối với người thì nó không gọi là katachi mà gọi là sugata. Rồi kimono sugata là cái gì của kimono nhỉ? Kimono sugata là cái gì kimono nhỉ? Không phải hình dáng của bộ kimono đâu bạn ha, mà là cái dáng vẻ khi mà mình mặc bộ kimono gọi là kimono sugata. Dáng vẻ khi mà mình mặc kimono. Rồi shorai no nihon no sugata o kangeru. Thì lúc này sugata đang mang nghĩa bóng, đúng không? Suy nghĩ về cái dáng vẻ của Nhật Bản trong tương lai, ý nó là suy nghĩ về cái tương lai, về hình ảnh của đất nước Nhật trong tương lai. Rồi Yoshi là chữ dung và chữ tư. Dung tư đây ý nói về cái về con người bạn, ý nó có vẻ bề ngoài, cái diện mạo gọi là Yoshi. Rồi cái bên nữa là chữ gì ta? Rồi, chữ thế, đúng rồi. Thì bạn có chữ CC là chữ tư và chữ thế. CC là tư thế của mình, ví dụ như là mình ngồi nó bị méo một bên, CC góc quả rì. Rồi chữ thế này còn là thế trong thế lực, cho nên chữ ikioi là âm kinh của nó. Thì ikioi có nghĩa là cái gì đó nó mạnh mẽ, nó đầy sinh lực các bạn ha, ikioi. Rồi inu là ikioi yoku tobi kakatte kita. Con chó làm sao nhỉ? Chó làm sao ta? Tobi mà còn kakatte kita nữa ha. Chó biết bay à? Nhảy. Nhảy làm cái gì đây? Nhảy vui sướng. Tobi Kakara là giảm như bạn ấy. Nhà bạn nào nuôi chó biết mỗi lần về cái nó nhảy lên người trên mình, nhảy lên người mình nè, gọi là Tobi Kakara ha. Có nghĩa là con chó thì sao, nó nhảy lên một cách rất là mạnh mẽ ha. Đây chim người nhỉ, Ikioi ga aru là cái đội nó đang gì bạn, rất là mạnh, nó tràn đầy sinh lực ha. Là Kokusai Jose, Jose chứ không phải là Jose đâu ha. Jose là chữ nữ tính, còn đây là Jose là chữ tình thế. Tình thế quốc tế ở đây có nghĩa là cục diện nên gọi là tình hình quốc tế. Shise nãy cô nói bạn này là tư thế nè. Rồi Taifu no Seiroku, chữ thế và chữ lực. Thế lực của cơn bão thì dịch nó hơi kỳ đúng không? Gọi là gì ta? Cấp độ. Cấp độ gọi là sức mạnh của bão, hay là người ta nói tắt gọi là sức bão này, sức bão. Cái này Ojenosto là nhiều người ha, nó bằng với là Okunosto. Rồi dưới này có cái black hole, câu hỏi các bạn đây. Hai chữ này là chữ nhu, nhu trong nhu đạo. Và chữ kế bên chữ này là chữ nhuyễn. Ví dụ như nhuyễn trong nhuyễn thể, bạn nghe động vật gọi là nhuyễn thể, có nghĩa là những cái con thân mềm đúng không? Thì chữ nhu này cũng là mềm trong mềm mại. Vậy thì hai cái này khác gì nhau ha? Rồi bây giờ mình đọc ví dụ chứ ạ. Thì nó đều đọc là yawarakai và yawaraka, và cả hai đều mang nghĩa là mềm hết. Cái mềm nào với mềm nào hả? Cái yawaraka nasuton có nghĩa là cái chăn mềm mà nó mềm mại. Là karada ga yawaraka, cơ thể bạn mềm mại. Rồi bộ môn judo là chỉ nhu đạo nè ha. Rồi niwana seikaku no shito là người có tính cách nhu hòa. Nhu hòa ở đây ý nói là nhu mì, ôn hòa các bạn, nhưng mà nó đọc là chữ niu chứ nó không đọc là ju. Rồi còn chữ nhuyễn thì sao? Daiko yawarakaku niru. Niru là gì? Nấu. Niru là dạng nấu mà trong thời gian dài với cái lửa gọi là lửa không có quá lớn, lửa riêu riêu thôi bạn. Thì thường ở Việt Nam có nhiều món ví dụ như kho nè, hầm nè, ninh nè. Thì ở đây là bạn nấu cái đai con, cái củ cải trắng á, cho đến lúc nó mềm, rồi món nấu mềm củ cải. Thì nó phải là chữ nhuyễn, chữ nhu thì lại không phù hợp. Đây là yawarakai gohan, cơm và cơm mềm thì phải là chữ nhuyễn, không thể là chữ nhu. Là jiunani taio suru, vừa nhu vừa nhuyễn nè. Taio là gì ta? Chữ đối và chữ ứng này nghĩa là gì? Xử lý tình huống. Tao suru là bạn xử lý tình huống, đúng không? Xử lý công việc gì đó một cách gọi là linh hoạt, mềm dẻo, mình không có cứng nhắc. Đây là jiu nanzai là chất tẩy, hay còn nói cách khác là trong giặt đồ mình có bột giặt với lại nước xả, đúng không? Thì jiu nanzai là nước xả vậy, nó làm mềm vải. Rồi thái độ là nanta suru, thái độ mà nhuyễn hóa có nghĩa là sao? Thái độ được làm mềm. Thái độ được làm mềm. Tưởng đâu thịt bò. Thêm chữ dẻo vô nữa ha, có nghĩa là thái độ được làm cho mềm dẻo hơn, chứ không có cứng nhắc. Thế tới đây bạn thấy sự khác biệt giữa chữ nhu và chữ nhuyễn chưa? Hiểu không? Nếu người ta cho ví dụ bạn rất là rõ ràng, nó cơ thể mà mềm mại thì người ta dùng chữ nhu, không có dùng chữ nhuyễn. Nhưng mà nói về đồ ăn mà mềm thì lại là chữ nhuyễn, không phải chữ nhu. Vậy nó khác nhau làm sao nhỉ? Giải thích làm sao nhỉ? Một cái là có sẵn, còn một cái là tự mình làm cho nó. Vậy luôn hả? Cái gì có sẵn đâu? Chữ nhu như là có sẵn, ý là không phải mình làm. Ý là tính chất của cái gì đó mà không mình làm. Cái chuyện là mình làm cho cái món đó, mình làm cho cái gì đó nó mềm. Naruhodo. Anh Phú thấy sao? Khác nhau chỗ nào? Chữ nhuyễn thì là kiểu tính chất ở bên trong. Còn chữ nhu thì là nó ở mặt bên ngoài. Cái gì ở bên trong? Chữ nào nhỉ? Chữ nhuyễn là bên trong. Chữ nhuyễn là bên trong, còn chữ nhu là bên ngoài. Naruhodo. Các bạn tra thử xem coi là hai chữ khác gì nhau. Mình tra được không? Tra trên Google à. Dễ lắm. Các bạn mình lên N2 rồi mình tra trên Google, mình tra bằng tiếng Nhật đó các bạn. Atobi no chigai nó ra liền ha. Tại vì những cái này không phải một mình bạn thắc mắc đâu, đôi khi người Nhật cũng không có biết đường trả lời. Tra thử xem. Thì cái cặp từ này nó sẽ giống với lại chữ cố, với là chữ ngạnh. Cả hai đều là cứng hết á, cố và ngạnh đều là cứng. Thì nó cũng như vậy á. Đó là cặp đối ngược với thằng này. Tra ra chưa ạ? Chữ nhu là hữu hình, có thể sờ hoặc chạm tay vào, có khả năng đàn hồi. Dạ đúng rồi. Còn đúng rồi bạn, là không có đàn hồi được. Bạn nhớ cô một tính chất duy nhất thôi là chữ nhu là có tính chất đàn hồi, còn chữ nhuyễn là không có tính chất đàn hồi các bạn. Còn bạn nói là có sờ được hay không? Ví dụ như yawaraka gohan thì cơm mà cơm mềm mình vẫn sờ được ha. Bạn nhớ như cô chữ nhu là nó có tính chất đàn hồi, như bạn nói cái futo là cái mềm, nó mềm nhưng mà không phải là gì bạn ấn cái nó xuống luôn, mà là sao nó có sự đàn hồi. Cơ thể của mình cũng vậy, bạn nói mà cơ thể mà gọi là chữ nhuyễn có nghĩa là người bạn giống như cọng bún vậy đó, ấn cái nó lủng vô vậy đó mới gọi là yawaraka chữ nhuyễn ha. Cho nên cô nhắc lại ha, chữ nhu là có cái sự đàn hồi trong đó, còn chữ nhuyễn là không có sự đàn hồi, mềm là mềm luôn á. Nên thường nói về đồ ăn mà mềm á là người ta nói chữ nhuyễn ha. Ok. Đây chữ này là chữ cố nè, cố thì là cứng thôi. Katai thì mình có cặp từ là katamaru và katameru. Vậy katameru là bạn làm cho cái gì đó nó cứng, còn katamaru là cái gì đó nó cứng lại, nó đông lại. Thì nó sẽ có những cái mang nghĩa bóng. Ví dụ concrete là katamaru, concrete là cái gì? Cái gì cần phải xây để xây nhà. Cái này katakana ha. Concreto là gì nhỉ? Xây xi măng hay còn gọi là bê tông đúng không các bạn? Concreto nó đúng ra là bê tông thì đúng hơn. Thì bê tông nó sao? Katamaru là bê tông nó đông lại, nó cứng lại. Đây Hoshino Katameru, Hoshin là phương châm. Phương châm mà mình Katameru là mình làm sao nhỉ? Làm cứng ra. Làm cứng phương châm hả? À, không phải. Các bạn dịch nó bị cứng chứ không ạ? Người ta gọi từ ví dụ như là củng cố phương châm. Nói chung các bạn dĩ nhiên là mình hiểu đó là mình làm cho phương châm nó cứng lên đúng không, nhưng mà các bạn phải làm sao tìm tiếng Việt cho nó phù hợp thì tùy các bạn ha. Thì cô gợi ý ví dụ bạn nói là củng cố phương châm, làm cho phương châm nó vững chắc hơn, mạnh mẽ hơn. Rồi atamagakatai là cái đầu của bạn rất là cứng nhắc. Cứng ở đây có nghe không phải là lắc mà toàn sỏi đâu, mà là ý nói là cái đầu của bạn nó không có linh hoạt, mình làm cái gì nó cũng cứ phải nhất như vậy, khác thì không được. Đây cô tay là gì ta? Cá thể hả? Thì chữ cô tay cá thể không ta? Chữ cá chữ cố rất dễ nhầm nha, lúc mà chọn kanji có gì bạn chọn nhầm mắc cười lắm. Chữ cá bạn chứ nó có bộ nhân đứng thì nó là chữ cá, cá thể, nhưng mà chữ này là chữ cố thì cố thể đây là thể rắn các bạn ha, thể rắn. Còn nhớ thể lỏng là gì không? Cô ta là thể rắn, thể lỏng là gì? Chữ dịch thể. Ekitai. À, ekitai, các bạn biết chữ eki đó không nhỉ? Biết chữ đó không? Chữ dịch chữ trong. Dịch mà có bộ dạ. Bạn mới nói là chữ dạ thêm lần trước là bộ. Thủy. Bộ thủy đúng rồi, bạn mới biết là chữ dạ là D đúng không bạn, mà đằng trước có bộ thủy, ba chấm thủy thì nó là chữ dịch, dịch trong dung dịch ha. Thì nó đọc là eki, thì ekitai là dịch thể là thể lỏng. Đây cô tê suru là chữ cố định, có sao dịch dạy ha. Rồi cái bên chữ này là chữ thuần đúng không? Chữ thuần trong thuần khiết nè. Vậy thì mình có ví dụ Jinjo Nasto, người gì? Thuần tình là cái người nào bạn? Người như thế nào nhỉ? Thuần tình đây là sao ta? Dễ cảm xúc. Thật ra ý nó người thuần tình, nhưng mà thật ra ý nó là những cái người gọi là chất phát. Có nghĩa là tính tình của họ rất là thuần phát, có sao họ thể hiện ra như vậy, gọi là những người chất phát. Còn Jinsui Nakokoro là tâm hồn thuần túy. Thuần túy ở đây ý nó là tâm hồn thuần khiết ha. Chứ bạn nói tâm hồn thuần túy thì nghe nó tiếng Việt nó hơi kỳ kỳ. Đây Tanjin Namonda, cái vấn đề nó đơn thuần, đơn thuần là đơn giản đó, thay vì bạn nói Kantan thì bạn nói Tanjin cũng được. Sugi, chữ này là chữ khoái đúng không? KHOAIOI sắc khoái. Vậy kokoroyoi là gì? Vui vẻ. À, vui vẻ, hoặc là bạn có thể dịch gọi là sảng khoái. Có nghĩa là tâm trạng mình đang rất gọi là cực kỳ là vui vẻ, sảng khoái, dễ chịu, có gì đó nó làm cho mình cảm thấy cực kỳ là thoải mái. Đây kokoroyoi henji là trả lời một cách sảng khoái. Có nghĩa là trả lời làm cho người ta hài lòng nữa ha. Rồi kokoroyoku hikiukeru. Hikiukeru là tiếp nhận cái gì đó, ví dụ tiếp nhận công việc hay tiếp nhận một cái lời yêu cầu từ khách hàng thì mình kokoroyoku có nghĩa là mình tiếp nhận một cách rất là thoải mái, sảng khoái, dễ chịu ha. Đây coi tekinaheya, một cái căn phòng khoái thích. Căn phòng thoải mái đúng rồi. Cái trồ khoái điều có nghĩa là mình đang trong một cái điều kiện gọi là thuận lợi, một cái điều kiện tuyệt vời để làm cái gì đó. Đây cái ki iwai, khoái khí chúc, không iwai là chúc mừng. Đố bạn là gì ạ? Thì cũng là một trong những cái văn hóa của người Nhật á, mệt mỏi lắm. Còn nói ví dụ Việt Nam mình á, ví dụ như bạn của mình bệnh nên mình đi thăm bệnh, xong rồi mình thăm xong rồi bạn mình có cần phải đi thăm mình lại không? Nó có cần phải đi thăm lại mình để cảm ơn mình đã đi thăm nó không? Có đâu. Cô thấy hả, vô thăm xong rồi cái rồi mày khỏe hả, rồi vậy thôi nha, chứ làm gì có đi thăm lại đâu, đúng không? Nhưng mà ở bên Nhật các bạn là khi mà ai đến thăm bệnh mình á, thì khi mà mình hết bệnh rồi mình phải cảm ơn người ta. Một là bạn gửi quà, hai là mình có thể đến thăm người ta để cảm ơn người ta nữa cơ. Thì Kaiki qua đây ý nói cái việc gọi là bạn phản hồi hay là bạn cảm ơn, cái sự cảm ơn của mình đến những người mà đã thăm viếng mình lúc mình bệnh gọi là Kaiki Iwai. Trên bên Nhật lễ nghĩa rất là nhiều ha. Đây cái bên rồi chữ này học từ đời nào á? Các bạn học kanji lúc mình lên học từ đời nào? Chữ này chữ gì? Cam. Chữ cam, đúng rồi. Tiếng Việt mình có cái câu gọi là đồng cam cộng khổ á ha. Cam đó là ngọt các bạn. Amai. Tuy nhiên ở đây bạn sẽ học hai động từ của nó là amaeru và amayakasu. Amaeru là gì mà amayakasu là gì các bạn đã biết không? Amaeru là tự động từ ha, còn amayakasu là tha động từ. Bạn nhìn ví dụ như thế này là oya ni amaeru, được bố mẹ nuông chiều, nuông chiều, đúng rồi. Kodomo amayakasu là mình nuông chiều con. Đây amai mika là dễ rồi ha, quýt ngọt gì đó rồi đó, bạn học quýt ngọt, quýt chua gì, quýt nhỏ thì ngọt gì đó. Rồi amaisekasu là một cuộc sống ngọt ngào, đúng không? Không có gì gọi là cực khổ. Rồi jinsei wa amakunai, nhân sinh hay nói là cuộc sống con người thì không có ngọt ngào. Amazake wakaru, rượu vang. Rượu vang hả cha? Ngọt, rượu ngon. Nó là các bạn ở đây không biết có amazake chứ các bạn uống nha. Amazake là cũng là rượu sake các bạn, nhưng mà nó là dạng rượu ngọt. Cô diễn tả các bạn hiểu là nó giống như là cơm rượu của mình vậy á. Thì bạn ăn cơm rượu nhiều bạn có xỉn không? Không, có xỉn một chút. Bạn ăn nhưng mà bạn khi mà bạn uống luôn cái nước á, lúc mà bạn thì chắc chắn là bạn sẽ xỉn. Thì cái amazake cũng vậy. Ở bên Nhật cô cũng thích, rất là thích amazake, bởi vì thật sự là nó ngọt thiệt các bạn. Và mùa đông đó, các bạn chỉ cần uống một cái ly nhỏ nhỏ amazake thôi, và amazake là nóng, là bạn sẽ cảm thấy ấm người và tỉnh táo hơn, chứ không có xỉn, uống nhiều nó mới xỉn. Này, cam mi rô, cam vị liệu có nghĩa là những cái gì nhỉ? Dễ không? Những cái gia vị tạo ngọt, ví dụ như là đường, bột ngọt cũng tạo ngọt nè hả? Rồi. Sugi, chữ dưới này là chữ gì ta? Cái chữ Hán Việt đọc hơi lạ luôn, đó là chữ nùng các bạn, N-U-N-G, chữ nùng. Nhưng thật ra chữ côi đây có nghĩa là chữ nồng á, cái gì đó nó nồng, nó đậm đặc. Nó ví dụ màu sắc thì gọi là màu đậm hoặc là màu thẫm. Suru no aji ga koi có nghĩa là hương vị của món súp này nó đậm đà. Hay là kiri ga koi, kiri là gì bạn biết không? Kiri, chữ Hán nó hơi lùng nhùng. Ở trên vũ, dưới là chữ vũ. Sương mù. Kiri này gọi là sương mù các bạn ha, mà kiri ga koi có nghĩa là sương mù nó dày đặc. Rồi keisho ga koi là trang điểm dài, trang điểm đậm. Noko na ajiwai, ajiwai là bắt nguồn từ động từ ajiwau, ajiwau là nếm cái gì đó. Thì ajiwai ý nói là gì? Hương vị nó noko, nó nồng hậu, ý nói là nó đậm đà, đúng không? Là iro no no tan, no là đậm rồi đó, tan là ngược lại á, nhạt. Ý nói là màu sáng, màu tối, màu đậm, màu nhạt, được chưa? Rồi. Yogi ga nuku ni naru. Yogi là chữ dung và chữ nghi. Ấy là sự nghi ngờ, là noko có nghĩa là sự nghi ngờ làm sao nhỉ? Nó ngày càng sao? Ngày càng Ngày càng nhiều. À, ngày càng tăng lên đó các bạn. Nuko có nghĩa là cái sự nghi ngờ nó càng ngày nó càng tăng, cứ hết lớp này nó chồng lên lớp kia. À, sự nghi ngờ ngày càng tăng dần. Rồi ngược lại chữ kế bên, chữ này là chữ bạc nè. BAC nặng bạc á. Bạc trong có nhiều bạn đã giờ bạc trong bạc xỉu. Thật sự các bạn, cái món bạc xỉu đó cô không biết chữ bạc xỉu đó là như thế nào luôn á. Nhưng mà theo như cô tìm hiểu chữ bạc xỉu đó xuất phát từ tiếng Hoa các bạn, chứ không phải là từ tiếng Việt của mình. Ừ. Chứ đó mẹ cô cũng thích uống bạc xỉu nè, mà hồi nhỏ mẹ kêu cho mẹ ly bạc xỉu, biết bạc xỉu là cái gì chích liền á. Còn biết viết làm sao nữa. Ừ. Thì chữ bạc ở đây có nghĩa là cái gì đó nó mờ nhạt. Nói về sức khỏe thì sức khỏe, mà bạc có nghĩa là suy nhược, ốm yếu. À, thì mình có khá nhiều từ á, ví dụ usui. Usui đây là nhạt, đúng không? Mỏng, vân vân. Usumeru, usumaru là một cặp rồi. Usumeru là hai động từ bạn làm cho cái gì đó nhạt đi, nó mỏng đi. À, usumaru thì cái gì đó nó bị yếu đi, nó gầy đi. Còn usuragu và usureru, hai cái này thay hay tự nhỉ? À, tự. Ừ, cả hai đều là tự hết vậy. Usuragu có nghĩa là cái gì đó nó bị suy giảm, suy nhược. Còn usureru vậy giống như nó nói những cái theo nghĩa bóng, ví dụ như là ký ức nó bị mờ nhạt. Hả? Rồi, mizu de aji o usumeru. Bạn làm nhạt cái vị nó đi bằng nước, có nghĩa là lỡ cho muối nhiều quá đổ nước vô. Rồi aji ga usumaru, hương vị nó nhạt nhẽo, nó nhạt đi. Itami ga usuragu, người ta không có nói là itami nó usumaru mà người ta bảo là usuragu các bạn. Có nghĩa là cơn đau nó dịu đi, nó giảm đi. Đây ký ức rồi là usureru là ký ức mờ nhạt. Edo ga usui dễ rồi, màu nhạt thôi. Usui kami thì là giấy. Giấy gì? Giấy mỏng á. Đúng rồi. Ngược với là chữ usui đây là chữ gì? Giấy dày đó chính là chữ khôi. Yeah. Chữ này chữ nè. Hậu. Chữ... Đây đây, nó là bên này nè. Thấy chữ nồng với chữ hậu này không? Chữ hậu này nè bạn. Nó gọi là atsui. Atsui. Thì atsui là dày chứ không phải atsui là chữ nóng ha. Ừ, không phải chữ kia. Đây đây, nó đây ha, đọc là atsui đó, còn bên này là usui nè. Rồi usurata terebi là tivi mà kiểu đép kẹp vậy nè. Tivi mỏng. Ừ, tivi mà kiểu mỏng á. Rồi. Rồi kei okunasto, cái người mà vừa khinh vừa bạc, có nghĩa là người sao? Đang nói về tính cách các bạn. Ví dụ ý nói là những cái kiểu người mà chả có để ý tới cái quái gì hết á, kiểu người sống hời hợt á. Và là nói về kiến thức thì nói ý là những cái người này, những người nông cạn, không có hiểu biết nhiều. À. Kịp không các bạn? Kịp. Ừ. Rồi chữ kế, chữ này rất là đặc thù, nó là chữ kịch ha. Chữ kịch, nó ra dịch vậy, có một cách đọc mà. Rồi gekijo de engekyo miru, mình xem diễn kịch ở nhà hát kịch, rất là đặc thù, diễn đặc thù lắm. Rồi jidai geki thì bạn có hiểu nha, kịch thời đại có nghĩa là kịch gì? Kịch hiện đại. Kịch hiện đại hả? Vậy nha, jidai geki là ngược lại, jidai geki là kịch về cái lịch sử á. Kịch về lịch sử. Ví dụ giống như là kịch vào những cái thời Minh Trị, Meiji với bạn, nó gọi là jidai geki nhá. Bạn cứ nhớ jidai-geki là những vở kịch mang đậm tính chất về thời đại, đó có nghĩa là mang tính chất lịch sử. Rồi ningyo-geki là kịch, nhưng mà là kịch rối. À, kịch rối đúng rồi, ok. Geki-dan-in là nhân viên trong cái đoàn diễn kịch nè. Còn hi-geki là chữ bi và chữ kịch, có sao dịch thế, bi kịch. À. Kế bên, chữ này các bạn cũng học rồi nữa, cũng đọc là chữ vũ, nhưng mà không phải vũ là mưa mà vũ trong vũ đài. Thì vậy thì ma ư là gì? Nhảy. Nhảy, múa, ok. Rồi, hanabira ga kaze ni mau. Hana là hoa, bira là những cái cánh hoa các bạn. Cánh hoa thì nó sao? Đưa theo gió. À, nó rung rinh trong giỏ vậy ha, ok. Rồi Yuji no Mimaru, Mimaru là quá quen rồi, đi thăm bạn mà bạn nó bị ốm, bị bệnh. Rồi Omimai là đi thăm bệnh. Butai ni tatsu là bạn đứng trên sân khấu, có nghĩa bắt đầu mình biểu diễn cái gì đó. Kabuki thì dễ rồi ha, loại hình nghệ thuật của Nhật Bản rồi. Rồi Maiko này là ai bạn biết không? Các bậc thấp hơn của cái người tập sự của Geisha các bạn. Geisha chữ nghệ và chữ giả là những người Geisha là họ sẽ được đi biểu diễn, thì lúc đầu họ mới vô người ta sẽ gọi họ là Maiko. Maiko, rồi khi nào mà bạn thành danh rồi, bạn trưởng thành rồi thì sẽ gọi là Geisha. Maiko, Geisha. Cái người mà làm Maiko là họ vẫn còn tuân thủ theo rất nhiều quy tắc. Còn Geisha thì có thể là có một số quy tắc họ không cần phải tuân thủ nữa. Nếu như bạn coi mấy cái bộ phim về Geisha, bạn thấy buổi tối đi ngủ á, đâu có được nằm trên cái gối đâu. Tại vì cái tóc của họ một tháng họ mới chải một lần. Đúng vậy. Họ chải bằng một cái nước rất là đặc biệt cho nên tóc của họ nào đen bóng và nó cứng, nó được cố định như vậy. Cho nên khi mà họ nằm ngủ mà họ nằm trên gối lá hồi, sáng dậy tóc như một con điên. Cho nên là gì, ngủ trên một cái cây nó trống lên rồi nó có cái bậc như này nè, là nằm để đầu trên đó. Chỉ có Geisha là mới được sống cuộc sống bình thường thôi. Michael là rất là cực. Rồi Tsugi, chữ này là chữ đường. Chữ đường các bạn ha. Ví dụ như trong chữ thực đường Shokudo là nhà ăn của mình. Rồi Terano Hondo. Hondo là ở đâu ta? Của cái chùa. Gian chính. Gian chính của chùa, hay là tiếng gì mình gọi là chính điện đó. Chính điện của ngôi chùa. Rồi Kodo de Sotsuyuki Okono, tổ chức lễ tốt nghiệp. Ở Kodo là ở đâu? Trong giảng đường, đúng rồi, có sao dịch dạy so. Rồi opera no dendo, điện đường là cái gì bạn hen? Opera no dendo, dendo là cái gì nhỉ? Opera thì bạn biết rồi nha. Rồi bạn nhớ cô dendo đây, khi mà opera người ta gọi là nhà hát opera, nơi biểu diễn opera người ta gọi là dendo. Hoặc là Kokkai ni Jido, quốc hội nghị sự đường, ý là cái nơi mà mấy ông hay họp quốc hội, mình gọi là tòa nhà quốc hội á. Rồi Dodo Toshita Taido, cái này dễ lắm, thái độ mà gọi là đường chính. Đường chính mà nói cho đủ là Sei Dodo, có sao viết vậy? Ở đây nó ghi chữ Dodo thôi hả? Rồi chữ bên này là chữ triển. Triển dấu hỏi á, triển trong triển lãm á. Sakuhi no tenji suru là bạn triển lãm tác phẩm, hay còn gọi là mình bày cái tác phẩm ra cho mọi người xem, gọi tenji. Kaigaten đó là buổi triển lãm về tranh. Rồi machiga hatten suru có nghĩa là thành phố phát triển. Hanashi no tenkai có sao dịch vậy? Triển khai cái câu chuyện, đúng rồi, triển khai câu chuyện. So đây sosa là shinten, rồi sosa là cái cuộc điều tra. Nó tiến triển. Rồi đúng rồi, dịch theo Hán Việt là ok. Rồi chữ này là chữ tôn, hoặc có thể bạn gọi nó là chữ tông cũng được, tôn trong tôn giáo hoặc tông trong tôn giáo. Đọc là siêu hoặc là so. Shukyo shinko, rồi shinko là chữ tín ngưỡng nha. Tín ngưỡng tôn giáo có nghĩa là tin vào tôn giáo. Rồi siêu ha, chữ ha này là chữ ha để nói về gọi là phái, thì siêu ha có nghĩa là giáo phái. Cai siêu sư là làm gì? Cải tôn là sao? Sửa đạo hả? Nó gọi là đổi đạo các bạn. Ví dụ như là bạn đang là đạo Phật, cái này theo cô được biết thôi nha, mấy bạn của cô đạo Chúa nó nói là nếu mà vợ hoặc chồng của nó mà không phải là đạo Chúa thì khi lấy nó rồi thì phải đi theo đạo Chúa, từ đạo Phật đổi qua đạo Chúa vậy. Cai siêu hả? Đây sado no soke, soke tông gia là ai ta? Ý là cái người đứng đầu trong cái tổ chức đó. Vậy thì ý nói là cái người Sado Nosoke, ý nó là ông tổ của trà đạo, cái người đầu tiên làm ra cái đó ha. Từ này cũng đặc thù lắm, lâu lâu mới gặp. Rồi kế bên chữ này là chữ Huệ đó, Huệ trong ân huệ đúng không? Megumi là gì? Ban cho nhé, Megumi là ban cho. Ví dụ Okane wa Megumi, ban phát tiền cho người ta, cho tiền người ta. Rồi Megumare Tasei Katsu, cuộc sống mà bạn được ban cho, có nghĩa là cuộc sống của bạn được. Tiếng gì kêu bằng được gì? Được trời phú. À, gọi là được trời ưu ái cho rồi. Có nghĩa dụ như mình sinh ra đã gọi là rít kiếp ngậm thì vàng rồi, gọi là cũng là Megumareta rồi. Có nghĩa giống như người ta thì phải đứng ở bậc bắt đầu, còn bạn sinh ra mình đã đứng ở nơi kết thúc rồi. Rồi ôn kéo ukeru là mình nhận cái ân huệ của ai, đó là chữ ơn còn chữ huệ. Chữ ơn này, chữ ân nè, chữ ơn chứ. Rồi Seikatsu no chie, chie thì chúng ta trí huệ, đây là gì nhỉ? Trí huệ, trí tuệ. Là trí tuệ, hoặc có chỗ nó bảo là sự thông tuệ trong cuộc sống ha. Ai thấy cái, bây giờ dường như một bài Hán Tự đối các bạn nó không có gì gọi là quá lắm đúng không? Hồi bữa đầu còn chật quật, chứ mấy bữa nay con thấy các bạn đi cũng nhanh mà. Hay còn bị ảo giác nè. Dạ do cố tỏa là bị khổ nó không. Rồi chữ kế tiếp, chữ này là chữ bảo. Chữ bảo đúng không? Bảo trong bảo vật. Dạ dạ. Nhớ. Ví dụ như Takara Mono này chính là gì? Bảo vật. Bảo vật đó. Ừ, gọi là báu vật cũng được. Rồi cô Takara này Megumare được ban cho cái gì đây? Được ban cho chữ tử và chữ bảo đúng không? Tử bảo hay còn gọi là quý tử, con cầu, con khẩn các bạn. Ừ. Rồi Takarakuji là vé số biết rồi. Takarabune tàu, mà tàu nó chở cái gì? Chở bảo vật, chở những cái thứ quý giá. Kokuho là quốc bảo, dễ rồi. Gọi là những cái đồ quý giá của quốc gia. Hoseki là bảo thạch, là đá quý. Senjo dai dai no kaho, gia bảo mà gọi là đồ mà gọi là truyền từ đời này sang đời khác đó, gọi là senjo dai dai. Tiên tổ đời đời đó các bạn. Rồi kế bên chữ này chữ gì quen lắm nè? Thành. Chữ thành. Nếu mà bạn bỏ chữ thổ này đi, nó là chữ thành trong thành công. Nhưng nếu có bộ thổ thì nó là chữ thành trong thành trì. Shiro, mình đọc là shiro. Shiro kizuku là xây dựng thành trì. Rồi Osaka-jo là thành Osaka đó các bạn. Rồi Yoheki là tường thành. Yokamachi là chỗ neo tá. Bây giờ sát nghĩa gọi là con phố dưới thành đó. Rồi bạn có hiểu Yokamachi là chỗ nào không? Ý nó diễn tả những cái nơi gọi là tấp nập người qua lại các bạn. Thì tại vì cái thành Osaka hồi xưa, không biết các bạn có học về lịch sử Nhật Bản chưa? Tại vì Nhật Bản là hồi xưa là chia ra thành nhiều vùng khác nhau, mỗi một vùng đó sẽ có một tướng quân, một cái shogun, họ sẽ là người chịu trách nhiệm chính ở đó, có nghĩa là quyền sinh sát nằm trong tay của họ. Thì mỗi một ông shogun đó sẽ tạo ra cho mình một cái thành trì, một cái shiro để bọc cái căn cứ gọi là cái lãnh địa của mình lại. Thì ở trong cái lãnh địa đó, người dân ở trong đó trực thuộc quyền quản lý của shogun. Thì Yokamachi nói là người dân ở trong cái thành đó. Kịp không? Các bạn học lịch sử Nhật Bản chưa? Chưa học kỳ ha. Các bạn học lịch sử Nhật Bản đấy dùm cô cái thời đó ha. Tại vì Nhật Bản là nước châu Á, nhưng mà bạn thấy là Nhật Bản có cái lịch sử nó khá là đặc thù, có nghĩa là cái thời phong kiến của Nhật Bản này nó là châu Á, nhưng mà không có đi theo các nước châu Á, mà lại cái thời kỳ phong kiến lại đi theo các nước châu Âu. Mà đấy Việt Nam của mình nữa mà thời phong kiến thì sao? Đứng đầu là ai? vua chúa, xuống dưới là quan lại, rồi tới gì? Địa chủ, đúng rồi. Và cai quản nó gọi là tá đi, những cái người ở dưới, có nghĩa là đi từ trên xuống dưới rất là thẳng. Hệ thống và phong kiến và hầu như nước châu Á nào cũng như vậy. Tuy nhiên là chỉ riêng có mỗi Nhật Bản thôi bạn là nó không phải như thế. Nó dĩ nhiên đứng đầu vẫn là thiên hoàng, tuy nhiên cái thời đó bạn là thiên hoàng, cái thời samurai là thiên hoàng chỉ là bù nhìn thôi. Quyền lực nằm trong tay các cái ông tướng quân đó, và mỗi ông tướng quân chia ra một vùng. Thì nó giống với lại cái thời phong kiến của bên châu Âu, gọi là mấy người lãnh chúa. Thì nó lại rất là đặc thù. Và nhờ như vậy mà Nhật Bản phát triển theo cái hướng khác so với là các nước châu Á khác các bạn. Hồi xưa cô đi học bên Nhật á, mới biết, chứ còn ở Việt Nam này theo cô nhớ là trong lúc học đại học cô không có học lịch sử Nhật Bản, không có học. Học cái gì em nhớ nữa. Rồi chị này là chị Vinh, Vinh hoặc là Vinh cũng được, Vinh trong dinh dưỡng, còn Vinh trong vinh dự. Mình có Sakaeru, Haeru. Thì Sakaeru là cái gì đó nó hưng thịnh, thế còn Haeru là gì nhỉ? Haeru là gì nhỉ? Haeru là cái gì đó nó chiếu sáng vậy nha, hoặc là gọi là kêu sao ta? Nani sure. Tự nhiên quên mất. Nói chung là cái gì đó nó chiếu sáng, có thể có theo nghĩa bóng. Còn Hae nó là cái gì? Mình nhìn xuống dưới đây ha. Như nó Bunmega Sakaeru là nền văn minh nó phát triển, nó hưng thịnh. Sison là Han E Suru, tử tôn có nghĩa là con cháu. Han E ở đây có nghĩa là gì? Con cháu thịnh vượng, phát đạt, có nghĩa là nhiều con nhiều cháu mà mỗi đứa con đứa cháu nó đều thành công. Rồi Eyo thì lúc này chữ Vinh này mình đọc là chữ Vinh thì dễ hơn, nó là dinh dưỡng. Rồi Kango no Eiko là vinh quang của quá khứ, đúng không? Rồi cô e ni omo'u có nghĩa là mình nghĩ, suy nghĩ về sự vinh dự của mình. Rồi mi e o haru là gì các bạn hả? Ca hiểu cụm từ này không ta? Mi e o haru, haru là chữ trương đúng không? Mieo haru có nghĩa là mình thể hiện ra cái bản thân của mình đó. Thể hiện ra những cái mà mình tự hào gọi là mieo haru. Còn hae aru jusho có nghĩa là cái giải thưởng mình được nhận mà nó hae aru có nghĩa là rất là vinh quang ha. Hay cái cụm từ tam giác ở dưới này bạn ít có gặp lắm. Tuy nhiên là cứ nếu mà nhớ được thì nhớ giùm cô ha. Rồi Tsugi, cái bên chữ này là chữ tàng. Tàng trong kho tàng á. Dạ, tàng trong tàng trữ và cái kho đó chính là kura. Cái kho là kura. Rồi niwa ni kura ga aru có nghĩa là có cái kho ở trong khu vườn. Rồi komeo chojo suru là chữ trữ và chữ tàng nè. Gọi là tàng trữ gạo hả? Gọi là trữ gạo thôi, tích trữ gạo thôi, nó chữ tàn trữ, nghe tưởng tàn trữ vũ khí. Rồi reizouko là quá quen với các bạn rồi, chữ lạnh, tàn khố đúng không, gọi là cái tủ lạnh đó. Rồi toshokan no josho, tàn thư của thư viện. Tàn thư ý nó là gì bạn? Sách trữ. Sách được lưu trữ ở trong thư viện. Hồi xưa cô học ở bên Nhật ở thư viện sướng lắm. 6 lầu đi lên, 3 lầu đi xuống, 9 lầu tha hồ mà đọc. Một tòa nhà luôn các bạn, một cái toshokan thư viện của trường cô là một cái tòa nhà đó. Trường cô có tổng cộng là 15 tòa nhà. Nội đi mà di chuyển giữa các tiết nha, chạy muốn học máu, thầy trò gì dắt bắt giò anh cổ mà chạy. Này dưới này là chữ chiêu, chiêu trong chiêu hòa, show trong showa. Mà Showa là một trong những niên hiệu của Nhật Bản. Các bạn nhớ mấy cái niên hiệu nha. Ví dụ Meiji là Minh Trị nè. Sau mới tới Taisho là Đại Chính. Các bạn nào mà học lịch sử Nhật Bản chuẩn bị học đấy. Showa là Chiêu Hòa. Xong tới Heisei là Bình Thành. Thì Bình Thành là tới bây giờ là nó đổi sang gì? Lãnh gì? Bây giờ là Reiwa. Reiwa, đúng rồi, lãnh hòa. Các bạn nhớ ha, mấy cái này các bạn học tiếng Nhật thì mình nên nhớ. Rồi Showa, Goju nen umare, tôi sinh năm 50 chiêu hòa là năm bao nhiêu bạn ha? Chiêu hòa năm 50 là năm bao nhiêu? 50. À, cái này các bạn có thể tra trên Google được, các bạn cứ đánh là năm 50 chiêu hòa Showa Gojunen là tự động nó ra cái năm cho bạn, đó là năm 1975. Các bạn tự biết tự tra cái số năm của mình đi, giống như cô là sinh năm 1988 thì cô là chiêu hòa 65. Chiêu hòa 65 Showa Rokujugo, và cô cũng là năm chiêu hòa cuối cùng. Sau cô mấy bạn sinh năm 89 đó chính là Bình Thành năm thứ nhất, Heisei Ganen. Các bạn tự tra mấy cái này rất là quan trọng. Rồi chữ cuối cùng, buổi sau giờ này học chữ sĩ ta, chữ này chữ sĩ các bạn hen. Rồi Edo Jinai Dobushi, Bushi là ai? Võ sĩ. Võ sĩ hay là cái nói về Samurai của thời kỳ Edo. Rồi Eiyoshi, ai vậy? Chuyên gia dinh dưỡng. Ừ, chuyên gia dinh dưỡng đúng rồi. Kenchikushi là kiến trúc sư biết rồi. Kaigoshi điều dưỡng, điều dưỡng. Kango mới là y tá, bạn Kango mới là y tá, còn Kaigo là điều dưỡng thôi. À, xong chương này nhẹ nhàng thấy. Cài thắc mắc gì không? Nanika Suzumoga Dimaska. Thường bài các bạn video của cái hôm đó thì cuối tuần cô gom cô mới up lên YouTube một lần nha. Thì khi mà cô up lên xong mà cô sẽ gửi link cho các bạn. Nani ga shitsumon ga arimasu ka? Mày hỏi gì hả? Sao học nhanh vậy cô? Ai biết đâu, tại các bạn giỏi á chứ không tại cô. Nãy giờ em nói khí thế mà không có ai hãm em lại. Cô kêu là một buổi là học 30 chữ. Ừ đúng rồi, nãy giờ bạn học mấy chữ bạn đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 5 trang, mỗi trang 6 chữ, 30 chữ ở đó. Không có ít đâu. Cái đó là do các bạn giỏi nhưng mà tại cô đâu. Mà tại vậy giờ học cái gì không? À, giờ học tự dựng chứ học gì, tự dựng là bài tập chưa, hỏi như là họ hết không còn gì để học vậy đó. À, bài tập chưa? Bài tập. Ảnh hỏi thấy thương không, là như là hình như hết cái để học. Cưng hay sao? Các bạn không đủ thời gian để học á chứ đó. Cái phần từ vựng và Hán Tự là thời gian học là thường là dài hơn là ngữ pháp và đọc hiểu các bạn. Tại vì hai cái này nó khá là nặng. Rồi bài tập nè, phần cuối. Bài tập từ 51 đến 100 trước ha. Trời một la mã điền trợ từ. Dễ ồn. Rồi vấp cục đá thì ishi gì? Ní. Ní, từ mà từ cừ vấp vào cục đá thôi ha, thì ní. Rồi trả mà trả tiền mặt thì genkin. Đế. Đế, đúng rồi, trả bằng tiền mặt. Ok. Các bạn nói genkin ố được không? Trả bằng phương thức là tiền mặt nên là đế. Đúng rồi, nhưng mà ý câu hỏi là bây giờ genkin ố được không? Không. Là trả tiền mặt. Trả là trả cái tiền mặt thôi. Dạ biết rồi, mà ý em hỏi là được hôn á anh. Dạ được con. Cô được các bạn nha, bình thường cái gì đó. Cô ba, tại vì thật ra cái genkin nó cũng là tiền. Cô ba, hari cái gì đó ito thosu. Harini Ito. Đúng rồi. Sỏ chỉ qua kim đó, gọi là sỏ chỉ. Câu 4 Higaeri. Đế Oseni Ita. Đúng rồi. Đi xuống nước nóng mà đi về trong ngày thôi, không có đi lâu. Câu 5 Kitsinohimo. Ố đúng rồi. Buộc dây dài thì buộc cái gì gọi là ố. Cái này Nimochi cái gì đó Himoshibaru. Ố được mùa đế. Đúng rồi. Có nghĩa là mình buộc hành lý bằng dây. Đúng rồi ha. Rồi hai la mã cái nào đi với suru, mấy cái này bạn nhớ không cô, đi không đi vô làm bài không được á. Cái gì đi được với suru nè? Kyosha. Jusasuru, đậu xe gì nữa? Kangesuru là tiếp đón, tiếp. Omakesuru. Omakesuru là gì còn nhớ không? Cái gì ta? Cái gì ta? Omakesuru là gì còn nhớ không? Giảm giá phải không? Tôi mua cái đó, đó được không? Tôi mua lần 5 trái tôi được giảm giá đó, còn nhớ không? Omakeshite morau các bạn ha. Rồi tiếp cái gì suru được nữa? Kanjo được không? Được ha. Kanjo suru là tính tiền, nó bằng gọi là gokaike là tính tiền luôn á, cả hai như nhau. Akaji được không ta? Không, dạ không. Không nha, Kaji thì là ní nà rư. Waribiki? Dạ được. Được, giảm giá đó bạn. Bukin? Được, bukin. Một kim là? Một kim là? Bukin suru win góp cái gì đó. Ok rồi. Có nghĩa là bạn nhớ cái nào suru bạn nhớ nghĩa mình còn ha. Trời ba la mã nite đó. Nite là lịch trình trong ngày thì nó phải sao? Đúng rồi, có nghĩa là sao? Nó chật kín hết rồi ha. Tsukihiyo á, phí. Kakaru. Kakaru, tốn phí. Yosan o. Yosan o, tateru. Tateru, lập dự toán. Shishitsuo. Osaeru. Osaeru là gì ta? Osaeru là... đúng rồi. Đúng đúng. Osaeru kìm hãm cái gì đó lại ha. Mình giảm cái thu chi lại đó, giảm cái chi ra đó chứ đâu có thu, suy trừ là chi ra thôi, giảm cái phí mình mà mình chi ra. Rồi sendenike hi o kakeru, kakeru ha, và có nghĩa là mình trả cái kinh phí cho việc tuyên truyền, và kinh phí là những chi phí dành cho kinh doanh. Tsugi kanjo ga, đây là gọi là phép tính á. Awanai nó không có khớp. Rồi rieki ra lợi ích làm sao nhờ? Có nghĩa là gì? Cái lợi ích nó không có. Không có lợi ích, không xin lời. Câu 8 kachi ga. Akai đúng rồi, giá trị thì giá trị cao. Chơi 4 la mã shikai gì? Điền chữ vô nào. Shikai sha. Người chủ trì. Đúng rồi, MC. Câu 2, kange thì kange. Kange kai. Kai, thì chúc mừng đúng không? Rồi có ba Niujoken đúng rồi, vé vào cổng. Câu 4, seikyu. Show. Show là gì còn nhớ không? Cái yêu cầu. Sekisho là cái bill mà bạn phải trả, hay nói cách khác là hóa đơn mà bạn phải trả tiền ha. Rồi câu 5 gasu thì là gasu tiền đúng rồi, cái van khóa ga đúng không? Kachi giá trị quan. Kyosha Kyosha-jo là bãi đậu xe. Yote-hyo có nghĩa là bản biểu. Ok. Ra phần B, Goraku, giải trí. Goraku Shisetsu, đây ha, có nghĩa là gì? Trung tâm giải trí. Đúng rồi, là cái khu trung tâm giải trí. Rồi Hichiyo. Keiji, đúng rồi, kinh phí cần thiết. Rinji. Q các bạn, Q có nghĩa là nghỉ, nghỉ kinh doanh tạm thời. Rồi Kai in label đúng rồi, danh sách hội viên. Câu 5 Chakushin đúng rồi, cái lịch sử gọi đến các bạn ha. Câu 6 Horitsu I ha vi phạm pháp luật. Ok. Năm la mã ngược với Shichu là Chiêu niêu chia ra là thu nhập vô. Murio, Murio, Akaji, Rieki, Kuroji, Kuroji. Ngột nghĩa là Kuroji. Rồi gia con là ban đêm gì ban ngày là Hiruma hoặc là Michiu. Michiu đúng rồi, các bạn học hai từ rồi. Hiruma là của N3, còn Michiu bữa mới học. Rồi Kyujitsu là ngày nghỉ, vậy ngày đi làm, ngày bình thường chứ. Heijitsu đúng rồi. Kako, Mirai, Genzai. Genzai đúng rồi, quá khứ. Tương lai thì là ở hiện tại. Tsukeki, tình hình kinh tế bất ổn. Cô Keiji. Tình hình kinh tế tốt là cô Keiji. Ok. Kimono Musubu và Kimono Hodoku, áo ra nè. Rồi 6 là mã. Câu đầu tiên chị Tiên. Gasuo Tsukai Otosaru Moko. Có nghĩa là gì? Tiên. Sau khi mà sử dụng xong ra thì đóng khoản, ý là đóng cái van lại, là khóa van lại đúng không? Thế cô tổ cuối cùng này là gì đây? Phải. Đúng rồi. Sao có nghĩa là sau khi sử dụng ra rồi thì phải khóa cái van lại ha. Câu số 2, anh Phú. Cái chỗ xuống nước nóng rộng. Vậy sao nữa? Vì cái hơi nước đằng trước nên là không nhìn thấy gì hết. Sao bạn dịch nó không có liền lạc với cái mưa cô nô hồ cô đâu? Mưa cô nô hồ phía đằng trước. Phía trước làm sao? Ở phía đối diện cũng được, mà ý câu hỏi là dịch lại xem nào. Do cái hơi nước nên là không nhìn thấy gì hết. Sono onsen có nghĩa là gì? Cái suối nước nóng đó thì nó rộng, và sao cái phía đối diện á, thì không có nhìn thấy rõ được do nó bị mờ bởi hơi nước, đúng không? Rồi. Câu 3, Linh Ca. Cô là Toke no hari ga 12時 o sagashiteiru. Sagashiteiru. Sao? Cái kim đồng hồ thì đang chỉ 12 giờ. Yeah, duyệt đúng rồi. Câu số 4, Tiên Sẵn. Cô ní đồng hồ đế. Thầy vô Yoeru Abato Sagasiteru. Dạ, nghĩa là tôi đang tìm cái căn hộ mà có thể đi học, có thể đi bộ đi học. Đúng rồi, ok, có thể đi bộ để đi học, đi bộ đi đến trường. Câu số 5, anh Phú. Phú sao? Cho đến 19 giờ. Nếu mà cái người chủ trì này vào thì bình tĩnh. Postal. Postal là cái gì bạn? Cái thùng thư á. Ý nói là nếu mà bỏ vào thùng thư trước 19 giờ là 7 giờ tối thì sao? Thì là cái ngày của cái ngày đó. Rồi các bạn để ý coi chữ kề in này nó là cái gì các bạn ha? Kề in là dấu của bưu điện á. Bạn có biết cái dấu bưu điện không? Ví dụ khi các bạn mà gửi đồ cho bưu điện, các bạn đến bưu điện thì khi người ta xác nhận với các bạn là người ta nhận món đồ của bạn, người ta sẽ đóng cái dấu của người ta, cái dấu bưu điện lên trên món đồ đó, và trên cái dấu bưu điện nó sẽ có cái ngày. cái ngày thì nó gọi là kề xiên, các bạn nhớ nha. Tại vì ở bên Nhật có chủ yếu là người ta sẽ dựa vào con dấu bưu điện đó để tính coi coi là cái món đồ của bạn đó, nó gửi đến chỗ người ta đúng ngày hay không. Cho nên nói nếu như mà bỏ vào thùng thư này trước 19 giờ thì cái dấu bưu điện của cái ngày hôm đó sẽ được đóng. Có nghĩa là nếu mà bạn gửi cho bưu điện mà sau 19 giờ thì cái ngày cho dấu bưu điện sẽ là của ngày mai. Hiểu ý cô nói không? Ví dụ hôm nay là ngày 24 nè, trước 7 giờ tối bạn gửi, bạn bỏ đến bưu điện thì nó sẽ vẫn là ngày gửi bạn là ngày 24. Nhưng mà nếu mà bạn gửi sau 7 giờ tối thì cái ngày mà bạn gửi sẽ là ngày 25. Hiểu chưa? Ok không? Còn giải thích lại không? Hiểu ha? Rồi. Ở Việt Nam mình xài bưu điện không có nhiều, nhưng mà ở bên Nhật thì rất là nhiều, đặc biệt là các hồ sơ giấy tờ quan trọng các bạn. Đây câu số 6 Linh Ca. Vì cái bức tranh mà đang được treo trên tường thì nó đã bị nghiêng rồi, nên là đã sửa lại. Đúng rồi, ok. Câu số 7 Tiên Sẵn. Vì là ngày nóng, trên cái bình nước nửa ngày là đã uống hết. Rồi cái bình nước của mình nó suy trồ. Có số 8 Anh Phú. Trước khi nấu ăn thì hãy chuẩn bị cái đồ ăn sẵn. Tập hợp hoặc là chuẩn bị nguyên liệu, đúng không? Ok, có số 9 Linh Ca. Cô là tôi đã đi đến Ủy ban Nhân dân để đăng ký thủ tục người nước ngoài. Để đăng ký người nước ngoài. Thì vào tháng 4 thì cái quầy giao dịch nó rất là đông. Ok, duyệt. Phần B câu 1 chị Tiên. Tiên Sẵn. Dạ, vì bạn. Đúng rồi, vì bạn làm bể cho nên bạn sao? Vì bạn làm bể cho nên hãy bồi thường chứ sao? Vì bạn làm bể cho nên là bạn phải đền cho tôi đó, được chưa? Câu 2 Anh Phú. Đối với cái triệu chứng hoa phấn là gì cô? Hoa phấn là phấn hoa chứ gì. Cancel là bệnh dị ứng phấn hoa bạn. Có nghĩa là cái người đó cứ hít phấn hoa vào là hắt xì liên tục, chảy nước mũi, chảy nước mắt, cái mặt của bạn đó, cái da nè, hai má nó đỏ lên giống như bị dị ứng vậy. Và những người nào mà bị nặng á là cái cổ họng mình tự động nó thích lại không thở được luôn. Đối với tôi cái đứa mà bị dị ứng phấn hoa thì sao? Thì từ tháng 2 đến tháng 3 là khoảng thời gian đau khổ. Đúng rồi, là cái thời kỳ đau khổ. Thường mấy bạn dưỡng phấn hoa từ tháng 2 đến tháng 3 thôi, coi như đi ra đường một là bịch bùng y chang như Israel, Afghanistan vậy đó. Còn không thì ở nhà luôn đi. Đôi khi ở nhà cũng không có được yên đâu bạn. Phấn hoa bay khắp nơi trong không khí. Chỗ nào có không khí, chỗ đó có phấn hoa. Câu số 3 Linh Ca. Con là cái Ủy ban Nhân dân thì đang tuyển chọn những cái tình nguyện viên cho đại hội thể thao. Đúng rồi. Bạn Linh Ca dịch cũng khá là cứng. Câu 4 Tiên Sẵn. Vì gỡ làm xước cái xe của người ta. Đúng rồi. Tôi đã bị yêu cầu trả tiền sữa, đúng không? Tiền sữa chữa, đúng rồi, ok. Sao? Tiên chúng câu nào cũng là bồi thường với trả tiền sữa chữa. Câu nào không Anh Phú? Mọi thứ đều có tuần tự. Ban đầu là hãy nói chuyện với cấp trên. Đúng rồi. Nên nói chuyện với cấp trên trước. Rồi nói với người Người trên nữa. Ý là vậy nè, có nghĩa là gì? Monogoto nếu mà có nghĩa là mọi thứ nó đều có thứ tự của nó. Trước hết là bạn nên nói chuyện, nên thảo luận với cấp trên của bạn, gọi là cấp trên trực tiếp của mình á, sếp của mình. Rồi sau đó bạn mới nói chuyện với người cấp trên nữa. Có nghĩa có thể là bạn là team leader, thì biết khi bạn có việc bạn phải báo với phó phòng, gọi là trưởng phòng. Rồi sau đó có việc gì đó bạn mới báo lên cho giám đốc. Chứ không có cái gì cũng đi lên giám đốc để mà nói, thì giám đốc không có thời gian mà nghe hả? Câu số 6 Linh Ca. Để thử hả? Nếu mà cái kinh phí nó trở nên không tốt á, thì có vẻ như là cái công tác mà đi về trong ngày thì tăng lên. Ok. Câu số 6 này điền là chữ gì bạn? Chỉ Keiki đúng không? Dạ. Keiki là không phải kinh phí mà là Keihi mới là kinh phí. Keiki là tình hình kinh tế. Có nghĩa là nếu mà tình hình kinh tế gọi là xấu, nói chung là thiếu tiền á, thì nghe nói là cái việc công tác đi về trong ngày sẽ tăng lên. Chỗ này các bạn có hiểu không ạ? Có hiểu hai cái vế này nó liên quan gì với nhau? Kinh tế khó khăn thì không thể đi công tác dài hạn, dài ngày mà. Đúng rồi, các bạn hiểu như vậy. Tại vì thường shicho bạn là ít thứ nào shicho trong ngày lắm. Đã gọi là shicho là phải là vài ngày cho đến một tuần. Mà ý bảo là nếu mà tình hình kinh tế mà khó khăn như thế này thì chắc là đi về trong ngày thôi. Tại vì khi bạn đi shicho, công ty phải trả cho bạn cái phí đi lại, phí ăn ở nữa. Cái phí đó nó cao, nó cộng thêm cái tiền lương ngày hôm đó của bạn nữa. Rồi câu số 7 Tiên Sẵn. Tôi đã được giảm giá cái cặp 1.000 yên. Vậy tôi đã được giảm giá một măng nha 10.000 10.000 yên giá. Cái cặp mà giá niêm yết là 10.000 yên xuống còn 7.000. Đúng rồi, trời ơi, dịch đàng hoàng với tiền bạc mà dịch dễ chết, thiếu một số không đền không kịp. Này, bài tập tổng hợp của Unit 1, cái này chỉ điền thôi các bạn. Phần số 1, Gasuno gì lớp? Gasunomoto. Moto gì đọc cho hết? Đúng rồi, Motosen. Oshimeru khóa cái van ga này đúng không? Và là van chính. Câu số 2, cái gì Keikiga Tsuzuki? Keikiga. Đúng rồi. Tình hình kinh tế tốt mà kéo dài thì Kaisha no die kimo agate được, lợi ích của công ty cũng tăng lên. Câu 3 Uchino cái gì mưa cài và Suzuki san no ieda. Uchino naname. Naname sao đẹp. Nó nghe nè, cái phần này nó đang mô phỏng theo đề thi JPT thật sự N2 của các bạn á. Có nghĩa là cái phần từ vựng này nè bạn. Là N3 không có. N3 không có cái kiểu là điền một cái chữ vào bên này đâu. Chỉ có N2 trở lên mới có thôi nè. Rồi hai la mã. Câu số 1 Tiên Sẵn. Chọn dịch memo ngoài. Tiên. Em muốn chuyển mình. Tôi chọn cô B Senko. Tôi đã học chuyên ngành kinh doanh ở trường đại học. Đúng rồi, quản trị kinh doanh ha. Câu số 2 Anh Phú. Dạ câu Rinji. Câu D Rinji. Dịch cô nghe. Thế mà có vụ án lớn thì sẽ cái tin tức tạm thời. Tin tức tạm thời mà thịnh hành thì nhiều. Dịch liền là kết liền luôn á. cái chuyện mà tin tức tạm thời thịnh hành thì nó nhiều. Dạ. Bữa cô nói bạn cái Ringi News của bạn đúng, dĩ nhiên nó là cái tin tức tạm thời, nhưng mà ý nó đang nói về những tin tức gọi là tin tức nóng. Đặc biệt bạn thấy mấy ngày hôm nay là chắc chắn bạn lên coi báo, những cái gì liên quan tới Covid đều được đưa lên hết, đặc biệt là những cái ca của thành phố Hồ Chí Minh bữa nay bao nhiêu ca lại sẽ có, nó gọi là Ringi News của bạn. Có nghĩa là nó nóng trong cái cái thời gian đó thôi, chứ về sau này nó không nóng, gọi là Ringi News. Vậy ở đây là hễ mà có những cái việc gì đó lớn, cái Jiken thường là nói những cái việc mà thường không có gì gọi là tốt đó bạn, ít có cái nào gọi là tốt lắm. Những cái việc mà lớn thì thường những cái tin tức nóng nó sẽ được gì? Được lan truyền ha, có nghĩa là gì? Tất cả các mặt báo, tất cả các cái đài truyền hình đều nói tới nó gọi là Ringi News ga nagare koto ga oi, các bạn dịch là thường là ha. Rồi câu số 3 Linh ca. Cô là vì để ứng tuyển khi mà đi làm em á, cho nên tôi đã viết cái sơ yếu lý lịch. Rồi đúng rồi. Ok, mình chọn câu A đúng không? Đi đề kisho ha. Câu số 4 bạn Tiên. Mình chọn câu A. Vì đã không có treo sẵn ở trên cái móc đó, cho nên là tháo để bị nhăn nhó. Đúng rồi, câu đề. Câu số 5 anh Phú. Heisei Saino. Dạ. Ở đứa trẻ này thì tôi nghĩ là ở đứa trẻ này thì có tài năng âm nhạc. Đúng rồi, có số 6 Linh ca. Cô là nhân viên thì đã chào hỏi khách hàng một cách lịch sự. Đúng rồi, chọn cô B Ojigi. Có số 7 Tiên Thần. Phần này dễ. Chọn cô D. Tôi nghĩ là muốn tạo một cái công ty riêng cho bản thân, nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa có tới thời kỳ đó. Đúng rồi, tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải là cái lúc đó các bạn nha. Sonojiki là cái thời điểm đó. Cô nhắc lại nó đang mô phỏng theo đề thi JPT của các bạn. Nó có bao nhiêu phần ở đây là JPT các bạn có bấy nhiêu phần á. Ba la mã câu số 1 Shitaku bằng với gì bạn hen? Đúng rồi. Các bạn làm ơn đạt với cái trình độ nhìn là chọn, nhìn và chọn. Cô ha, Shitaku là chuẩn bị, Jinbi cũng là chuẩn bị. Câu 2 Yuwake. Đúng rồi, Tenkai là biện giải, nó ngang nhau bạn ha. Câu số 3 Tada de. Murio de. Ok. Câu số 4 Taiju. Zenshin. Ok, câu C các bạn ha. Câu 5 Sewa. Ube Kaigo. Câu B đúng rồi, Kaigo là gì? Sewa là gì còn nhớ không? Chăm sóc. Sewa Otsuru là mình chăm sóc người ta, còn Sewa Ninaru là mình được người ta chăm sóc. Đó, hiểu không? Cái 4 la mã mỗi bạn một câu nè. Câu số 1 Ningen. Em thích ai em kêu người đó hả anh Phú? Chọn câu nào anh Phú? Giải thích cô nghe luôn. Đâu rồi ta? Câu số 1 Ningen. Câu B hả? Dạ, dịch nghe con nè. Tôi nghĩ tôi là người hành động. Tôi là nghĩ trước rồi mới hành động. Bạn Phú dịch hơi lộn xộn chút xíu ha. Tôi nghĩ tôi là một cái người mà suy nghĩ kỹ rồi tôi mới hành động, có nghĩa là suy nghĩ rồi mới làm. Các bạn khác có chọn câu này không? Câu B ha. Ok đúng rồi. Nếu mà các bạn thắc mắc là tại sao câu đó nó không đúng, những câu khác không đúng thì bạn cứ việc hỏi. Còn nếu mà quá rõ ràng là mình không còn phải hỏi nữa ha. Câu 2 chị Tiên. Cô Huy Sukudo cô xe là vì hôm qua đã về nhà trễ cho nên đã ăn ngoài xong rồi mới về nhà. Dạ, câu 2 C đúng rồi các bạn ha. Gaishoku ly đi ăn ở bên ngoài. Câu số 3 Himo. Linh ca. Cô là em chọn cô A. Nghĩa là gì ta? Hãy mà bạn kéo cái sợi dây này á, thì cái điện nó sẽ trở nên sáng. Đèn sáng chứ điện nó đâu có sáng được ha. Đèn nó sáng đúng rồi. Đèn nó sáng. Ở bên Nhật có ví dụ bạn nào coi phim không, coi phim hoạt hình thấy á, trên cái đèn ở trên trần nhà các bạn nó thòng cọng dây xuống vậy nè. Cái cọng dây đó càng dài chứng tỏ cái người chủ ở đó nó càng lười. Đôi khi nằm á, thọt cái giò ra nè, kéo một cái là nó mở, bạn kéo hai cái đèn có thể là nó sáng hơn, xong rồi nó mờ đi và cái thứ ba, cái thứ tư nó mới tắt. Nó gọi là cái dây để tắt mở đèn các bạn. Chỉ có người Nhật mới có, Việt Nam không có. Câu số 4, anh Phú. Chữ Kanjo. Chọn câu chi hen? Nghĩ là câu xem. Giờ dịch nghe. Cái ca khúc này hãy chơi mà bỏ cả trái tim vào. Bạn Phú, bạn dịch nó hơi bị Nhật Việt lẫn lộn. Kono koku, chỉ cái chữ koku đôi khi các bạn không nhất thiết phải dịch là ca khúc, tại nếu mà bạn dịch chữ ca khúc nó lại không có đồng nhất cái động từ hì cư. Hì cư gọi là đánh đàn thì thường nó đang nói về cái khúc nhạc nha. Đó là cái khúc nhạc này thì nên đánh làm sao cho nó có cảm tình, nó có cảm xúc hơn nữa, đúng không? Kanjo komete hite kudasai, được chưa các bạn? Các bạn N2 chuẩn bị làm biên phiên nha, cho nên các bạn trau chuốt cái câu dịch các bạn một chút xíu. Các bạn N3 thì cô không cần các bạn trau chuốt, N3 chỉ cần hiểu dịch được là được rồi, nhưng mà N2 mình trau chuốt câu chút xíu để mốt mình dịch trúng ném đá. Câu 5, Linh Ca. Câu 5 em chọn cô D ạ. Dạ, dịch em nghe. Cái sở thích của tôi là làm những cái túi. Đúng rồi. Nên là nguyên liệu thì tôi thường mua ở cái cửa hàng Bách Hóa A. Đề ba tờ là trung tâm thương mại nha, đừng có dịch cửa hàng Bách Hóa, tội nghiệp người ta. Dạ, ok, câu D đúng rồi. Rồi các bạn có câu hỏi gì ở phần này không? Cô nói trước, phần này là phần khó nhất của đề thi này ha, phần gôi á, môn si gôi. Nhìn thì thấy nó vậy đó, nhưng mà đôi khi vô làm bài các bạn mình sẽ dễ bị lúng túng. Ai câu hỏi gì đâu rồi? Lẽ đi cái tình yêu cho từ tạm ổn cơ. Ok, không có gì thắc mắc hả? Lớp này tính ra giỏi quá ta. Ý là phần này cái từ không biết. Khóa N2 mấy lần trước cô giảng á, thường mấy cái unit đầu các bạn đó y ạch lắm, nhưng mà lớp các bạn thì khá là ổn, không biết mấy cái unit sau thì sao. Chào bạn, mình học tiếp từ vựng luôn nha. Trời, nó nhiều lắm bạn. 1001 mà 68 là ta nói học ói tiền. Học xíu luôn á. Rồi, 101 là cột 50. Làm ơn nhớ là dùm cô chữ hảo có mấy động từ. Chữ Hán là chữ hảo này có mấy động từ? Một là cô nô mư nè hen, là thích cái gì đó ha, ở trong thoại nó có nè, nguyên lù lù hết chứ sư cư đây không? Là sư cư cũng là thích các bạn nha, có nghĩa là nó có hai động từ đọc là cô nô mư và là sư cư, chứ không chỉ có gá sư cư của các bạn đâu ha. Và ố cô nô mư, sư cư cũng là ố sư cư các bạn nha, bình thường. Ra ippan ni otoshi yori wa asari shita aji okonomu. Thường thì ha, ippan ấy là thông thường, là người lớn tuổi họ sẽ thích cái hương vị làm sao. Asari là gì? Hương vị nhẹ nhàng. Asari là đặc thù của ẩm thực Nhật Bản các bạn, có nghĩa là món ăn của Nhật nó không có đậm đà gọi là béo ngậy giống như là Trung Hoa, gọi là như mình cay thì rất cay đúng không? Còn asari có nghĩa là gì? Những cái món ăn nó rất là nhẹ nhàng, hương vị nó gọi là thanh đạm. Là người lớn tuổi thì thích những cái hương vị nó thanh đạm. Cho lúc đầu cô mới qua Nhật á, ăn đồ ăn nuốt không nổi luôn á, gì đâu có lạc phèo gì cũng lạc như cái kỳ. Còn ăn quen qua Nhật về Việt Nam, ủa sao cái gì nó cũng cứ nồng, ăn nó hơi bị ngán. Đây là natto wa kirai de wa arimasen ga konon de wa tabemasen. Ủa câu này nghĩa là sao ta? không phải là tôi thích, không hẳn là ghét, tôi ghét đậu phụ nhưng mà có thích thì cũng không ăn. Cô non đều tabemasen là vậy đó hả? Đây nè, có nghĩa là natto, natto thì bạn biết là natto kirai dewa thì arimasen là có nghĩa là ghét thì tôi không ghét. Tuy nhiên là sao? Konon dewa tabemasen có nghĩa là gì? Cho dù thích thì cũng không ăn, có nghĩa là người này thích thì ghét không phải là ghét, có thể là thích, tuy nhiên là gì, không có muốn ăn cái món này nha. Rồi kono kusuri ni wa mushi no konomanai seibun ga fukumadeteiru. Là ở trong cái thuốc này nè, nó có chứa cái thành phần mà mấy con trùng không thích, mà mấy con trong trùng nó không có ưa, đúng không? Ở đây nó có cho bạn động từ suku và ở đây bạn thấy là nó sử dụng ở thể ukenike này bạn, hàng suku á. Kanojo wa dare kara mo sukareteru có nghĩa là cô ấy thì được mọi người yêu thích, kịp không ạ? Nhớ hai động từ này đi ha. Rồi konomi là danh từ, có nghĩa là cái thích, cái yêu, cái sở thích của mình. Hito no konomi wa sorezore chigau có nghĩa là sở thích của mỗi người á thì sao? Mỗi người khác nhau. Đúng rồi, sorezore mỗi người đều khác nhau. Sở thích của con người thì mỗi người đều khác nhau, được chưa? Thế thay vì bạn nói là shimi mà dùng chỉ konomi cũng được. Cái này kirau đó chính là động từ của tính từ kirai là ghét. Kira là ghét, ghét cái gì đó thì ố thôi. Kanojo wa kare o kiratteru yoda dường như cô ấy ghét anh ấy, hay là cô ấy không thích anh ấy, không có ưa. Rồi sonna koto o shitara koibito ni kirawareru yo nếu mà bạn làm cái điều như thế đó, đó bạn sẽ bị người yêu không có ưa, bị người yêu ghét. Thì ngược nghĩa với nó là suku. Rồi kono shokubutsu wa kanso Kira, cái loài cây này nó làm sao vậy? Không ưa. Nó không có ưa cái điều kiện khô, kanso là cái môi trường nó khô. Thì cái này nó ngược với lại konomu. Một lẽ ba negau, trời với ồn, negau là gì? Cầu nguyện. Đúng rồi, cầu mong. Sekai heiwo negau, em có cái câu này, cầu mong cho thế giới hòa bình. Tại anata no kenko to seiko negatte mà tôi cầu mong, tôi ước cho bạn được sức khỏe và thành công. Và là moichido negashimasu là bạn biết từ đời nào rồi. Làm ơn nói lại lần nữa. Mà là machigai no naiyu onegashimasu là gì các bạn? Xem là có cái sai hay không, hãy kiểm tra lại giúp tôi. Yeah, onegashimasu đây có nghĩa là nhờ anh, nhưng thực ra người ta đang ra lệnh cho mình á, làm ơn đừng có sai. Mà chigano này dù có nghĩa là làm ơn đừng có làm sai các bạn. Chế độ negashimasu ở trên cái negau này có nghĩa là mong muốn, cầu mong trai đó, nhưng còn onegashimasu dưới này là please có nghĩa là gì, xin hãy làm cái gì đó. Thực ra nó là yêu cầu á, hãy yêu cầu, nhưng mà yêu cầu là một cách lịch sự ha. Chứ ví dụ như thầy cô hỏi bạn, bạn không nghe được này, sensei moichido negashimasu có nghĩa là thầy cô ơi nói lại lần nữa đi, bạn yêu cầu tôi chứ đâu có phải là mong muốn gì đâu. Rồi 104 vừa mới học ở trong Hán Tự xong, quên là cô cắt cổ á, amaeru này nuông chiều, được nuông chiều. Kodomo ga hahaoya ni amaeru con cái thì được mẹ, được các bà mẹ chiều. Hahaoya là các bà mẹ. Amazake là nãy học rồi, là nuông chiều ai đó. Đây dozo kono kasa o otsukai kudasai dewa o kotoba ni amaemashite. Câu lần trước ý nó nói gì ta? Xin hãy xin hãy sử dụng cái ô này. Ví dụ mời, xin mời anh dùng cái cây dù này đi. Cái người kia trả lời sao? Dịch sao cho nó thuần Việt coi. là khách sáo mà còn rất là hay. Vậy thì trước hết hỏi bạn là khi trả lời câu như vậy, nếu mà Okotoba thì Amaemashite là cái người này có sử dụng dù không? Dạ có. Ok, có, đúng. Vậy mình trả lời làm sao nhỉ? Tôi không ngại nữa. Thật ra là xét gọi là bài dịch sát nghĩa có nghĩa là vậy thì tôi xin chiều theo ý anh vậy. Chịu không các bạn? Vậy tôi xin chiều theo ý anh vậy. Anh muốn tôi dùng thì tôi dùng. Được chưa? Tôi không có khách sáo nữa. Ha. Nói chung là tiếng Việt của mình khá là phong phú, thì tiếng Nhật nó cũng như vậy ha. Ra 105 kawaii ra đi. Kawaii nha, chứ không phải là kawaii kia đâu nha. Kawaii ra đây là gì các bạn? Gọi là yêu thương, xem trọng ai đó, con gì đó. Ví dụ Musuko wa imoto o totemo kawaigatte. Con trai tôi thì sao? Musuko. Nó rất là yêu thương em gái, hoặc là coi trọng em gái. Là kare wa joushi ni kawaigararete. Anh ấy thì nhìn cho cậu, nhìn câu cho kỹ nha. Anh ấy thì được xếp sao? Được xếp xem trọng, được xếp gọi là ưu ái. Ok rồi. 106 Kizuku. Đây 106 Kizuku. Thật ra Kizuku này là đi từ Kigatsuku và nó là tha động từ của Kyotsukeru. Kyotsukeru đó bạn học, nó là mình chú ý đến cái gì đó. Thì Kigatsuku, Kigazuku, nó Kizuku chứ thì nó là gì, mình nhận ra cái điều gì đó. Hanin và Keiji ni kizui de nigete shimatta. Có nghĩa là cái hung thủ á, nhận ra, có nghĩa là nhìn thấy á, cảnh sát, Keiji là cảnh sát hình sự cho nên là gì? Đã trốn mất rồi. Hoặc là game ni muchiu datta no de chichi ga kaette kita koto ni mo kizukanakatta. Do mê chơi game quá cho nên là không có nhận ra là bố đã về. Rồi nghĩa thứ hai, kizuku là gì nè? Kuruma ni hanerare. Kizuita toki wa byouin no beddo no ue datta. Hanerare là gì các bạn biết không? Bị xe làm sao? Đụng, bị xe đụng. Bị xe tông trúng này, là xe cán, là bị xe tông đó ha. Thì khi mà tôi tỉnh dậy, tôi tỉnh dậy thì là đang ở trên giường của bệnh viện, kịp không ạ? Thì cái Kizuku ở dưới này là bạn nó bằng với lại gọi là Ishiki Otori Morosu. N3 bạn học rồi đó. Ishiki là ý thức, Otori Morosu là mình lấy lại ý thức, có nghĩa là mình tỉnh lại, mình xỉu xong mình tỉnh lại. Hoặc là gì nó liên quan tới Kyo Ushinau. Kyo Ushinau là dạng bạn bị cái gì đó làm cho hoảng sợ, nên là mình bị trong trạng thái gọi là thất thần đó. Kyo Ushinau, kịp không ạ? Tiếp luôn ha. Ra Utagau. Utagau này biết rồi. Utagau là nghi ngờ đúng không? Keisatsu wa watashi o hanin de wa nai kato utagatte dashi. Dường như cảnh sát thì đang nghi ngờ. Nghi ngờ sao ta? Nghi ngờ sao nhỉ? Không biết có phải là không có phải là nghi phạm không? Để bên này cả nghĩa là không biết tôi phải chăng tôi là thủ phạm các bạn được ạ. Để bên này cả. Ngày câu 2, Chisana kodomo wa hito utagau koto shiranai. Trẻ nhỏ nó không có biết nghi ngờ người khác, ai nói gì cũng tin. Rồi watashi wa kare no seiko utagatta koto wa nai. Tôi chưa từng nghi ngờ và thành công của anh ấy. Đơn giản mà. Rồi ryoshikyo utagau thì là gì ta? Phải nghi ngờ lòng tốt. Furoshiki thật ra không phải là lòng tốt mà nó chính xác hơn chữ lương thức đây, có nghĩa là cái lẽ thường, cái lương tri của con người các bạn. Bạn thấy bây giờ thời buổi nhiễu nhương ha, không có biết ai với ai được hết, ngoài mặt thì như thế chứ mà trong lòng nghĩ gì mình không biết ha. Rồi mình có quán dụng ngữ ở đây nè. Neo utagau, nghi ngờ cho con mắt mình à, đúng không? Đọc câu ví dụ thử nha. ありえない光景を見て自分の目を疑った。À, cô kê là cái quan cảnh á. Arienai là gì ta? Câu này hay lắm. Không thể nào. Ari là có, enai là ngữ pháp các bạn, có nghĩa là không thể. Arienai là không thể nào có. Tôi nhìn thấy một cái quan cảnh gọi là gì không thể nào mà có trên đời này. Cho nên sao jibun no meo utagata, tôi nghi ngờ vào mắt của chính mình. Kìa các bạn, có nghĩa là phong cảnh nó quá đẹp, làm cho bạn phải nghi ngờ có cái mắt mình nó có hoa mắt hay không mà lại thấy phong cảnh đẹp như thế ha. Nó gọi là arienai ku. Cái từ này khá là hay, bạn lấy vào đi, nó có đọc bài là mình viết bài. Gai utagai là danh từ, là sự nghi ngờ, muốn nghi ngờ. Utagai o motsu là bạn có sự nghi ngờ, và là cái ari hoặc nai cũng được. Thì ngày 108 kurushimu, kurushimu này là động từ của kurushi, là cái khổ. Vừa học rồi. Kurushimu là gì ta? Vất vả. Vất vả, khổ sở bởi cái gì đó ha. Gakkou de ijimerarete kurushinderu kodomo ga uuzeiru. Ở gọi là gì, có nhiều đứa trẻ nó gì bị bắt nạt ở trường. Các bạn dịch kurushinderu trước thì hay hơn, là có nhiều đứa trẻ nó cảm thấy đau khổ. Khi do là gì bị bắt nạt ở trường. Ở bên Nhật nó bị bắt nạt có đôi khi là tự sát các bạn, nhiều lắm nha. Việt Nam mình thì cô chưa thấy, nhưng mà bên Nhật là đầy ra. Rồi watashi wa naganen yotsu, yotsu là bị đau lưng á. Ní hoặc đế kurushin dekita có nghĩa là tôi bị gì lâu năm, bị đau một bản thân. À, có nghĩa là tôi thì đã khổ sở nhiều năm với cái bệnh đau lưng, phải không ạ? Yeah. Rồi, ok, rikai ni kurushimu. Rikai ni kurushimu là gì? Hiểu mà hỏi sao? Khổ sở để mà hiểu, gọi là vật vả để hiểu, đúng rồi. Vật vả để mà hiểu, khó hiểu. À, thì mình có cái từ kurushimeru là hai động từ nè. Chichi wa kazoku o taisetsu ni sezu, haha o kurushimeta. Bố thì không có trân trọng gia đình, làm khổ mẹ. Câu này dễ mà ha. Rồi 109 kanashimu là chữ bi, là buồn. Musume wa petto no shi o kanashinde ichinichi juu naiteita. Con gái tôi đúng không? Nó đau buồn vì cái chết của con thú cưng, cho nên nó khóc cả một ngày. Thì ngược với đó là yorokobu các bạn. Yorokobu cả hai đều diễn ra trạng thái. Mà dù là ố nhưng mà trạng thái nha. Rồi 110 gakkari suru, cháu biết từ đời nào nhá. Gakkari là gì? Thất vọng. Thất vọng, nó đang diễn tả trạng thái nha. Shiken ni ochite gakkari shita, rớt kỳ thi nên thất vọng. Hoặc là kono kekaniwa, bạn thất vọng bởi cái gì thì là ni gakkari shiteru, gakkari da được. Thất vọng bởi kết quả này. Rồi hagemasu, hagemasu là gì? Khích lệ, động viên, đúng rồi. Juken ni shippai shita yuji no hagemashita, tôi hagemashita. Tôi động viên cái đứa bạn mà rớt kỳ thi, juken. Minasan no uen ni hagemasarimashita, tôi được khích lệ bởi cái sự ủng hộ của mọi người các bạn ha. Rồi vậy gekide là gì? Khích lệ. Đúng, chữ Hán là chữ khích cực chữ lệ luôn á rồi nha. Rồi, lấy vô hả? Mấy từ này cũng xài được á. Rồi unazuku. Unazuku là gật đầu. Gật đầu á, unazuku là gật đầu. Sofu wa nani mo iwazu ni unazuita. Ông tôi chả nói gì, chỉ có gật đầu thôi. Hoặc là gật đầu có nghĩa là thể hiện rằng mình sao? Đồng ý hay không đồng ý? Đồng ý, đúng không? Chịu, gật đầu mới chịu chứ. Đây nando tanon de mochichi wa unazuite kurena. Cái này nó đang mang nghĩa bóng. Có nghĩa cho dù tôi gọi là thanomu, tôi nhờ bao nhiêu lần đi chăng nữa, gọi là tôi nài nỉ bố như đi chăng nữa thì bố cũng không có chịu gật đầu cho tôi, có nghĩa là bố không có chịu đồng ý các bạn ha. Thì có nghĩa là một á, nghĩa thứ nhất là nghĩa đen, còn nghĩa thứ hai là nghĩa bóng, được chưa? Ra 113 hari kiru. Harikiru này bạn hiểu không ạ? Hăng hái cái gì đó. Thật ra cái này thuộc vào ngữ pháp cũng đúng mà nó liên quan tới từ vựng thôi. Tại vì kiru vấp mắt vỏ mắt, còn kiru là bạn cố gắng cái gì đó, bạn làm cái gì đó hết sức mình. Thì haru là vậy, như là bạn chữ hari là mình gọi chữ trương ha. Mình tung ra hết bao nhiêu cái sức lực của mình, cái ý chí của mình. Kiru là hết sức mình. Trên hari kiru gọi là hăng hái và gọi là chăm chỉ. Newsha dai ichinichime, cái ngày đầu tiên tôi vào công ty. Ngày đầu tiên vào công ty, musume wa harikitte shukinshita, con gái tôi nó đi làm mà với trạng thái là gì? Rất là hăng hái. Ngày đầu nó vậy đó. Đây, kotoshi mo undokai de yūshō shiyō to kurasu zen harikitte. Câu này nghĩa là sao? Năm nay ra đây. Câu này gì sao ta? Định là chiến thắng cái hội thao năm nay. Dịch với sao trước á? Dịch với sao trước? Với sao mà dịch trước nó sẽ thuận hơn. Có nghĩa là gì? Tất cả thành viên của lớp thì đều hăng hái để muốn gì? Chiến thắng trong hội thao của năm nay nữa. Có nghĩa năm ngoái thắng rồi, năm nay muốn thắng nữa. Mà usual là vô địch. Rất là 114. Ibaru. Ibaru này gọi là kiêu ngạo. Làm ra vẻ COCC. Jibun ga dekiru kara toitte sugu ni ibaru shito wa kirawareru. Tự trên xài xua đem xuống thải. Kara toitte là gì bạn? Dù có nói là bản thân mình làm được. Đúng rồi. Dạ, nói là vì bản thân mà mình làm được, cho nên sao? Ngay lập tức là bị ghét bởi mọi người. Những cái người mà kiêu ngạo thì ngay lập tức là sẽ bị ghét, đúng không? Cái du naru chính nộ với chữ gì? Chữ này chữ gì đây? Mình đúng rồi. Thì do naru thực ra là bạn hét thiệt là to. Sonna ni ogoe de donara nakute mo kikoemasu. Nghĩa là không đâu có cần hét lớn vậy đâu, cũng nghe mà. Chichioya ni dete ike to donarareta. Bị bố hét lên gì? Ra ngoài. Cút ra ngoài. Cút đi. Xéo đi chỗ khác, rồi dete ike là đi ra khỏi đây, đi ra khỏi nhà. Đây, chữ abareru. Chữ này là chữ bạo đúng không? Chữ bạo. Vậy abareru là mình làm cho nó ầm ĩ lên, cái gì đó làm cho nó loạn lên. Otodo wa kigamijikaku. Kigamijika là gì? Tính tình nóng nảy bạn nha, bạn nhớ cô Mizikai có nghĩa là mình nóng nảy, còn Nagai là ngược lại, mình là người kiên trì. Em trai tôi nó nóng nảy. Kodomo no koro wa sugu ni abarete yoku mono kowashita mono da. Ở lúc nó còn nhỏ thì sao? Nó quậy các bạn, sugu ni abarete có nghĩa là quậy, làm loạn lên và gì? Thường hay làm vỡ đồ đạc ở trong nhà. Votta monoda diễn tả những cái thuộc về quá khứ này nha. Diễn tả thói quen trong quá khứ. Votta monoda, ngữ pháp ha. Đây, sake ni yotte abareru nante saitai da tomo. Câu này nghĩa là nhậu xỉn sao? Say rượu rồi. Đập phá đồ. Là tôi sai tệ. Sai tệ đã. Tồi tệ nhất. Đúng rồi, thiệt là tồi tệ, đúng không? Và là có cái từ mạnh hơn gọi sai yaku. Là u abareru thật ra là gì? Bạn làm náo loạn thôi ha. Cái mức độ nó bự hơn abareru chút. Này, 117 shagamu. Ở N2 các bạn học những cái từ nó hơi lạ lạ, chịu khó học từ ha. Đây shagamu là cái bằng gì ta? Ngồi chồm hổm biết không? Để biết. Bạn ngồi nhưng mà không phải ngồi trên ghế, bạn ngồi lên trên hai cái chân của mình luôn, gọi là ngồi chồm hổm, hay là cô gọi là ngồi xổm, là ngồi chồm hổm á. 子供が道にしゃがんで、地面の虫を見ている。Mấy đứa nhỏ nó ngồi chầm hởm ở trên mặt đất á, nó nhìn mấy con côn trùng trên mặt đất ha. Giống như trong toilet á, các bạn nếu các bạn vào y ong chắc mình mới thấy. Người ta có để câu tiếng Việt đó là không có ngồi xổm trên cái bồn toilet á. Thì bạn ngồi trên đó thì thường là đem dép lên thì nó dơ, không ai ngồi được. Trang 118, 119 là doku và dokeru. Doku là sao nhỉ? Lấy cái gì đó ra và tránh cái gì đó ra. Ví dụ là chotto soko đối với cái ta sai. Là đang kêu bạn làm gì? Tránh ra một chút. Đúng rồi, hãy tránh ra khỏi chỗ đó xíu đi. Tránh ra khỏi chỗ đó xíu, tại vì soko ố có bạn tránh ra khỏi cái chỗ đó. Còn dokeru, dokeru mình dịch ra đây. Tsuko no jama ni naru no de jitensha hodou kara dokete kudasai. Bởi vì nó sẽ làm vướng víu cái việc đi qua đi lại, tsuko là qua lại. Cho nên bạn hãy mang cái xe đạp của bạn á rời khỏi cái chỗ đường đi bộ này đi. Có nghĩa là cái người này đang để xe đạp của họ trên cái đường dành cho người đi bộ. Và cảnh sát người ta nói như thế. Đây, tsukué no ue ni tsunda hon wo waki ni dokete shioto o shita. Chị chùm cô con này xem nào. Làm gì mấy quyển sách đây? Dẹp chồng sách. Tôi dẹp cái chồng sách ở trên bàn. Waki ni. Mọi nhớ Michino waki không? Qua một bên hết rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, qua một bên mà ý nó là gì dạt, gọi là xếp cho nó xét qua một bên luôn, nó gọi là waki. Cho nên dụ nói là kuruma o waki ni yotte kudasai có nghĩa là hãy cho xe tóc vào lề, tóc xét vào lề, gọi là như thế. Thì nó là gì? Dẹp sách chất đóng ở trên bàn á, xét qua một bên để shioto shita làm việc. Được chưa? Đây kaburu, kabuseru. Tôi thì bạn học rồi á, kaburu là đội, còn kabuseru là cũng là đội, ok. Thật ra nó mang một cái nghĩa khác, các bạn có thể bạn đội cái gì lên cho cái gì đó gọi là kabuseru. Còn kaburu là hình thức là bạn đội cái đó lên, diễn ra trạng thái boshio kaburu là bạn đội nón. Atama kara mizuo kaburu thì lúc này kaburu không phải là đội nữa mà gọi là dội mới đúng. Doi nặng dội nước á. Dội nước từ trên đầu dội xuống nè. Và các bạn nào có cái tiếng khác các bạn gọi xối nước lên đầu xối xuống được. Và là chichiyoya wa kodomo no tsumi o kabutte keimusho ni haita. Có nghĩa là bố thì làm sao? Đội cái tội của đứa con để mà vào tù, có nghĩa là gì? Bố chịu tội thay cho con vào tù. Keimusho là tù các bạn. Kiểu không? Nhớ ha, kaburu là mình đội, còn kabuseru là bạn đội cái gì đó cho người khác, mà đội cái gì lên cái gì, hoặc là bạn che cái gì lên cái khác. Là nurenayu ni jitensha ni shito kabusete oita, để không bị ướt, cho nên là bạn trải cái shito là cái tấm trải á, lên trên chiếc xe đạp. Hoặc là hito ni tsumi o kabuseru nante hidoi ningen nè, câu này thì lại ngược với câu trên. Có nghĩa là gì? Cái việc mà đổ tội lên cho người khác, bạn đem cái tội đó bạn chụp lên đầu người ta, thì nó là một cái con người sao? Hết sức là tồi tệ. Thì đối nên kìa ha. Rồi, vậy ở đây cái dòng này nghĩa là gì nè? Nuregi nu o kise. Vu khống. Nó là vu khống. Kệ bông có nghĩa là gì? Kỳ sẽ có nghĩa bạn cho người ta mặc cái bộ quần áo bị ướt mưa của mình, giống như là cái chuyện mình làm rồi xong mà đổ cho người ta, cho nó gọi là vu khống ha. Rồi 122 kajiru là cái bằng gì ta? Cô mà kêu từ bình thường cô kêu là cạp á. Cạp các bạn gọi là cắn á. Thật ra kamu nó mới là cắn đúng không? Dạ. Ví dụ bây giờ bạn nhai xương gum thì bạn dùng động từ nào nhỉ? Kamu. Kamu thì bạn không có dịch là cắn xương gum được, mà bạn dịch là nhai xương gum thì đúng là kamu là nhai, nhưng mà đối với con chó thì lại dùng động từ kamu. Còn kajiru ở đây gọi là cắn, các bạn cắn từng miếng nhỏ, gọi là kajiru. Cô thì cô kêu là cạp. Ringo maru goto kajiru là bạn gọi là bạn cạp vòng xung quanh cái táo á. Cái cuối cùng còn cái lõi dục đi á. Là nezumi ga hashirao kajite kumaru. Con chuột nó làm sao? Cắn trụ. À, nó cắn cái cột đúng không? À, thiệt là gì, khổ sở quá đi. Mấy con chuột có răng nó dài khó chịu cho nó phải đi kiếm đồ nó cạp, chứ nó không có cố tình nha. Rồi nghĩa thứ hai, wakai koro furansugo kajita koto ga aru. Thì lúc này mang nghĩa bóng như vậy nha. Có nghĩa là thời còn trẻ tôi đã từng gì? Nghiền ngẫm. Đã từng nghiền ngẫm, gọi là từng học, mà học một cách gọi là chăm chú cái tiếng Pháp. Thời trẻ thôi. Rồi 1, 2, 3 là utsu. Utsu đúng nghĩa là bắn á, đặc biệt là xài với súng. Ở đây bạn sẽ có một số từ là súng nè. Keikan ga hanni no pistoru de utta. Pistoru là súng gì? Súng lục. Ừ, hay các bạn có gọi là súng ngắn, cái súng của cảnh sát á. À, cảnh sát thì bắn tội phạm bằng cây súng lục, đúng không? Rồi jiu o utsu. Đúng nghĩa bắn súng ha. Chữ jiu này là cái súng nè. Còn tai hô không phải súng nữa mà gọi là đại pháo, gọi là đại bác á, giống như mấy cái cây để ngoài bạch đằng á. Bắn đại bác. Đây cô gư, toàn từ lạ lạ không à? Cô gư kêu bạn gì ta? Ví dụ như nói gì, ví dụ như này, jitensha no bedaru o kogu. Bedaru wakaru? Bedaru là cái phanh hả? Bedaru là cái chỗ để bạn đạp, có xe đạp á, bạn đạp lên cái gì? Đúng rồi, cái bạn đạp sao sao? Thì cái hành động mà bạn đạp nó gọi là bedaru o kogu. Có nghĩa là bạn đang đạp cái đó để bạn lái xe. Thì ở đây ý nói bạn đang đạp xe đạp. Jitensha o kogu, người ta viết tắt luôn. Rồi vậy fune o kogu thì là gì? Đối fune thì bạn không có bàn đạp để đạp mà bạn phải gì? Chèo. Đúng rồi, vậy đối fune là chèo thuyền. Còn buranko là trò chơi, không biết hồi nhỏ các bạn có chơi không? Cô thì rất sợ trò này, cái trò xích đu. Cô sợ trò này lắm, tại chơi xích đu hồi chóng mặt lắm. Thì buranko cô gư thì lại không phải là chèo, chả phải là đạp mà là gì? Là gì? Đẩy hả? Đúng rồi, đẩy xích đu, gọi là đu xích đu các bạn. Mình tự mình đu, không lấy chân mình gì, mình đẩy nó đó. Có nghĩa là cô gư sẽ tùy theo cái danh từ đằng trước mà nó sẽ dịch là gì. Còn thực ra nghĩa gốc của nó là bạn làm cho cái gì đó nó di chuyển các bạn. Bạn làm sao để bạn điều khiển nó, bạn chèo chống, bạn lái gì nó để nó di chuyển. Khóa trang này đi rồi mình nghỉ. Chịu không? Bây giờ học tới 6 giờ. Cái này được không? Em này cũng được. Rồi sao hai đứa bất đồng ý kiến quá vậy? Ủa, có hai đứa. Bạn Phú nó học tới 6 giờ đúng không? Dạ không, thế chân này luôn. Dạ. Dạ xin lỗi em nghe nhầm. Dạ. Đây 125 shiku. Shiku đúng nghĩa là trải các bạn. TLRAI hỏi trải. Trải chiếu, trải mền. Yukani futo no shiku, bạn trải mền ở trên sàn nhà đúng không? Hoặc là sakura no shita ni biniru shito shite hanami o shita. Biniru shito wakaru? Bạn cứ nhớ là shito là mấy cái tấm trải, mà biniru là bằng ni lông. Đúng rồi, có nghĩa mình trải mấy cái tấm trải bằng ni lông. Thực ra người Việt Nam mình là toàn lấy áo mưa trải không á, cô thấy vậy á. Thì bên Nhật người ta dùng cái tấm trải ở dưới cây wanda để ngắm hoa. Đây là cái phong tục ngắm hoa, cô thấy cô không có gì vui đâu bạn, cứ trải rồi xong rồi cái ngồi vừa ăn vừa uống vừa ngắm hoa vậy nè. Đối với cô thì nó không có gì vui, chỉ có là cơ hội để được gặp bạn bè nói chuyện thôi. Rồi shiki buton có nghĩa là những cái futon dùng để trải, bạn hay gọi là việc trải futon. Shikimono là những cái đồ để trải, có thể là tấm trải, mền, mùng, chiếu gối gì đó. Furoshiki thì chắc biết rồi chứ hỉ? Em là năm học rồi. Miếng trải trên bồn tắm, đậy bồn tắm. Thiệt kìa luôn đó hả? Phải không? Cái furoshiki hồi đó bạn có học ở trong cái N4 chứ. Cái furoshiki dùng để làm cái gì đó mà nhớ không? Để gói. nó là cái miếng khăn vuông vuông vậy nè. À, để gói cái mấy cái hộp cơm đồ. Cái đó người ta dùng với nhiều cái chức năng các bạn, ví dụ như là nói chung là tiện cái gì xài cái đó. Cái hộp cơm hộp mình không có cái bịch đựng lấy cái đó gói, hoặc là đồ đạc gì đó của mình nhiều á. Thường nếu mà bạn xách trên tay á, thì đôi khi cái tay bạn sẽ mỏi, thì người ta quấn lại, người ta vác ở trên vai ha. Hoặc là có những tấm to hơn người ta sẽ dùng làm những cái khác. Bạn cứ nhớ Shiroshiki là một cái tấm để người ta dùng làm nhiều thứ. Rồi câu 2, Kuniju ni tetsudo ga shikarete. Đường sắt thì nó trải dài khắp đất nước, nghĩa bóng. Và câu thứ 3, kono kuni wa gunsei o shiteru. Gunsei là quân chính, bạn có hiểu cái từ nào? Quân chính là chính trị mà dựa vào quân đội các bạn. Có nghĩa đất nước này đang thiết lập quân chính, có nghĩa là chính trị dựa vào quân đội, hiểu không ạ? Thì lúc này CT cũng mang nghĩa bóng nha, gọi là thiết lập nha bạn nhớ. Chứ còn cái chế độ quân chính đó là bạn không có dịch là trải hay là cái gì được đâu. Ok. Yeah. Có nghĩa là gì cái Gunsei đó như Việt Nam bây giờ, như thành phố Hồ Chí Minh giờ gọi Gunsei được không? Không, thực ra là hiện tại thành phố Hồ Chí Minh mình cũng đang có quân đội, nhưng mà quân đội vào để họ không phải họ trấn áp mà là họ phụ giúp mình chống dịch thôi, thì chắc cũng không được gọi là Gunsei. Mà Gunsei là bạn thấy ví dụ đem quân đội vào để chiếm lĩnh một cái vùng nào đó. Ví dụ là giống như bạn thấy các cái nước Iraq, Iran đó, đánh nhau và đem quân đội sang để mà chiếm cứ, gọi là Gunsei. Rồi 126 là Tsuyu. Tsuyu là rót các bạn. Rót thua là tiếng Anh nè. Cái quyển sách này dịch tiếng Anh khá là chính xác luôn á. Mizuo kopuni tsuyu, rót nước vào ly. Ngoài tsuyu bạn có động từ hồi đó bạn học N3 là sosogu, bạn cũng xài được. Tawa ni gohan o tsuyu, thì tuy nhiên là cái chữ tsuyu này rộng nghĩa hơn sosogu. Đó là đối với cơm thì bạn không rót mà bạn gọi là gì? Bới cơm. Bới cơm hay là múc, đúng rồi, cô cũng gọi là chữ múc nhưng cô không gọi là chữ bới, là múc cơm vô trong chén rồi đó. Ok, vậy sugi tasu rất là dễ. Sugi là múc, là rót, tasu là thêm, rót nước thêm và là múc cơm thêm, hết rồi chưa? Rồi học tới đây là không? Dạ cô. Anh Phú anh lẹ ghê. Rồi ok, thật ra đúng giờ là bình thường. Lúc cô đăng lớp cô nói lớp này học 3 tiếng đúng không? Bây giờ bạn học mới có 2 tiếng thôi đó. Học đúng 3 rồi. Tiếng cơ á. Ừ. Trên cái bài đăng của cô là học ít nhất là 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng, mà đúng nghĩa là học từ 6 giờ đến 9 giờ chứ bộ. Đúng không? Mà có lần nào các bạn học đủ 3 tiếng cô cùi. Lớp nào cũng vậy đó các bạn, học tới cỡ chừng 2 tiếng rồi. Cô ơi xong bài chưa cô? Mệt. Hồi xưa cô nói bạn cô học N2 cô học lần 5 tiếng các bạn. Học lần 5 tiếng não hết cả não. Rồi ok nào tới đây ha. Không ai hỏi gì hả? Dạ không cô. Dạ không. Tính ra lớp này giỏi nha, không có thắc mắc gì. Ok, rồi và các bạn về học bài hôm sau thì mình học tiếp phần từ vựng và học tiếp Hán Tự vậy thôi nè. Thế nào có bài tập thì mình giải. Rồi, minasan kuresama desu. Sayonara. Bye bye. Bye bye.